Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Lô tô Ngôi Sao Miệt Vườn tối chủ nhật ngày 1 tháng 9 2024 xin được phép bắt đầu. Dạ, vỗ tay lớn lên. Dạ, xin cảm ơn quý bà con cô bác đã cổ vũ nhiệt tình cho Cẩm Sà Cừ và Cẩm Y Vệ, chị em nhà họ Cẩm.
Cũng cảm ơn tất cả quý bà con bác đã dầm mưa đến đây để ủng hộ hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn, ủng hộ mấy anh em của Hương Dừa. Dạ hôm nay là nhà của Hương Dừa hơi đông nha bà con bác. Dạ. Dạ đứng từ từ này. Hương Dừa xin được phép giới thiệu đến quý bà con cô bác. Dạ bề cùng bên đây là Cẩm Y Vệ. Dạ xin chào. Kêu ghét còn thành danh dễ thương à. Dạ kế tiếp là Cẩm Tú Cầu. Dạ Cẩm Tú Cầu xin chào quý bà con cô bác. Dạ kế bên Hương Dừa là bạn Tuấn Dư. Dạ bạn cũng rất là yêu mến Hương Dừa, yêu mến hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Và bạn cũng biết hát rồi cũng biết kêu lô tô. Và hôm nay bạn đến đây để cũng với mục đích giao lưu. Cũng hy vọng xíu là bạn sẽ hát và được quý bà cô chú anh chị yêu thương ủng hộ. Kế bên bạn ăn Tuấn Dư đó là bạn Ái Lê. Dạ cái này là gái thiệt. Gái thiệt đúng không? Ở đây có anh, ở đây gái thiệt hết mà. Thiệt không? Nhìn em có chỗ nào giả đâu. Dạ kế bên Ái Lê là Hải Châu. Hải Châu này phiên bản 80 tuổi. Dạ. Phải đóng vai ông già lắm. Cưng khỏi đóng vai ông già chừng mấy tuổi nữa là ra ông già rồi. Dạ kế bên Hải Châu đó là Cẩm Sa Cư. Dạ. Còn bên cùng Khương Dừa đó là bạn Kim Hiếu. Hiếu. Dạ Hiếu đã đến đây và giao lưu rồi cũng mấy đêm rồi quý bà con bác. Dạ mấy đứa em mấy anh em Khương Dừa xin kính chào quý bà con bác nha. Dạ. Dạ và cảm ơn quý ông bác đang theo dõi đêm lô tô ở hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Hôm nay là chủ nhật ngày 1 tháng 9 2024. Hôm nay là cũng phát sóng chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 tập 3. Và hồi tuần rồi là Khương Dừa nhận được sự góp ý của quý bà con bác, cho nên là Khương Dừa đã thay đổi giờ phát sóng lên lúc 19 giờ cùng với giờ lô tô luôn. Và hiện tại thì cũng được hơn nãy Khương Dừa trước khi lên sân khấu là Khương Dừa xem được hơn 7.000 quý bà con bác mình đang theo dõi công chiếu. Cảm ơn tất cả tình cảm của quý bà con cô bác. Được 9.000 rồi, vỗ tay. Dạ, có nhiều quý bạn bác cũng yêu mến Ngôi Sao Miệt Vườn mà không có biết giờ phát sóng và cũng không biết chương trình lên nữa. Rồi và trải qua 2 tập rồi, hiện tại thì một tập cũng được gần 500.000 lượt xem rồi. Nhưng mà chắc bạn bác vẫn chưa biết, hy vọng là từ tới bắt đầu tập 3 sẽ có nhiều quý bạn bác biết hơn và theo dõi. Dạ, hồi nãy thì trong lúc mà các bạn hát thì mấy anh em cũng vừa xuống dưới là gửi phiếu cho quý bạn bác mình. Không biết bạn bác mình có nhận đủ phiếu chưa ạ? Dạ, ở bên... cánh tây thế nào trời. Hôm qua thì đội một cơn mưa cực kỳ lớn. Dạ. Và hôm nay thì cũng là một cơn mưa cực kỳ lớn. Dạ. Dạ cho anh đại gia đó, anh một vé để anh ngồi một mình, anh dạ, khó rồi. Lắm rồi. Dạ anh đại gia quá, dạ. Anh có tiền á, anh ngồi một mình anh chơi á, dạ anh sợ ngồi ồn ào quá đúng không anh? Dạ bà con bác thân mến, hôm nay quý bà con bác thấy mấy anh em Khương Dừa mặc đồ dễ thương không, trừ Khương Dừa thôi. Dạ tại trời mưa quá Khương Dừa chuẩn bị không kịp. Đó, tức là các bạn mặc bà ba, đó dễ thương. Và chủ đề của các bạn hôm nay là chợ nổi miền Tây. Dạ, đúng. Nhưng rồi. Mà bữa nay chợ nổi trời mưa quá, sóng đánh quá mấy bạn sợ ở dưới chợ nổi sợ bị chìm xuồng á, cho nên hôm nay kéo lên bờ. Kéo lên hết. Dạ. Kéo lên hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn để phục vụ quý bà con bác những cái bài hát về quê hương miền Tây rồi là những bài lô tô miền Tây. Dạ. Dạ bây giờ thì bạn bác đủ hết ha. Và Khương Dừa xin được phép giới thiệu quý ông bác, hôm nay chúng ta sẽ có 10 vòng loại. Và 6 vòng loại đầu thì mình sẽ trúng 2 thùng bánh tráng Tân Nhiên. Nếu mà mình kinh trùng thì mình sẽ chia ra nha quý ông bác. Dạ còn 2 vòng loại tiếp theo thì mình sẽ trúng là mỹ phẩm của 4D. Dạ nếu mình kinh trùng thì là mình sẽ bóc số, ai số lớn hơn thì người đó sẽ được nhận phần quà. Còn vòng loại thứ 9 đó là một chiếc vòng đeo tay phong thủy của Thì Kim Khiết. Dạ quý ông bác mà kinh trùng thì mình cũng sẽ bóc số. Và cuối cùng đó là một chiếc máy lọc nước Ecota Geyser của bà vân vân và vân vân. Một chiếc máy là trị giá hơn 12 triệu đồng và hiện tại là đang khuyến mãi còn 9 triệu mấy gần 10 triệu đó. Dạ bà ông bác hồi tuần rồi là có hai anh chị đây đó, khách ruột của hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn đã trúng rồi. Họ phỏng vấn anh chị một xíu coi. Anh về anh lắp máy chưa? Anh chưa mở rồi nữa. Trời ơi chưa mở luôn hả? Vậy anh chờ đi để em nói Vân xuống lắp cho anh, hướng dẫn anh sử dụng ha, cho nó tốt. Vậy cho nó tiện ha. Rồi bữa nay nếu trúng nữa thì sao? Bữa nay trúng nữa à. Cái trên lầu, cái dưới đất. Cái trên lầu, cái dưới đất. Dữ ha. Vậy mà bữa sau trúng cái nữa phải xây thêm một cái lầu nữa phải không? Dạ. Dạ dạ. Ôi già quá. Cho trúng cho xây nhà chứ mệt. Dạ, 2-3 lầu, mỗi lầu là một cái máy lọc nước Ecota 9. Dạ. Khương Dừa nhận được góp ý quý bà con cô bác là ở đây là hội quán là chơi sang quá, quà tặng quá trời luôn, trong khi đó vé lô tô là miễn phí. Dạ. Đó. Nhưng mà Khương Dừa thì may mắn cũng được mấy đứa em nó hỗ trợ, chứ mà nếu mà Khương Dừa mà mua nhiều quà đây mà để kêu lô tô là hình như là chắc bán nhà sớm luôn á. Dạ.
Dạ không có đủ kinh phí bán ly nước thì có 50.000 để quý ông bác vừa thưởng thức nước, vừa chơi lô tô rồi vừa thưởng thức ẩm thực. À, còn riêng cái máy lọc nước thì Khương Dừa nghĩ chắc là tại vì số lượng không có nhiều cho nên là chắc Khương Dừa xin phép bà ông bác chắc là cái máy lọc nước mình kêu tuần này rồi xong cái mình Khương Dừa còn được mấy cái nữa đó mình sẽ để dành cuối tháng. Mình chủ nhật của cuối tháng á, dạ, mình kêu dòng loại đặc biệt. Dạ đúng rồi. Chứ mình kêu tuần nào cũng cái là Khương Dừa không có đủ tại Vân Vân cũng thương Khương Dừa cũng hỗ trợ nhưng mà thật sự là máy lọc nước nó cũng giá trị nhiều cho nên là không có đủ. Dạ, dạ. Còn bánh tráng thì là mấy đứa em nó hỗ trợ cho Khương Dừa được rồi mỹ phẩm rồi vòng đeo tay. Dạ rồi bây giờ quý bọn bác mình đủ vé hết ha. Dạ dạ rồi. Vậy thì mình sẽ bắt đầu vòng loại hôm nay thì cũng sẽ có Minh Trung hỗ trợ cho bên nhạc hôm nay họ. Dạ bà con cho cô bác cho anh Minh Trung một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. À. Dạ lớn lớn đủ hơn tiếng mưa đi bà con bác ơi. Dạ cảm ơn bà con cô bác. Hôm nay dạ rồi trong cho nhạc lô tô bắt đầu. Ôi, dạ bây giờ bà con đã có giấy trên tay thì mình bắt đầu dò số. Dạ rồi chúc quý bà con cô bác thật may mắn với dòng loại đầu tiên. Dạ hai thùng bánh tráng tất nhiên. Xin mời quý bà con cô bác bắt đầu dò số C. Cái gì ra con máy gì ra coi ra con máy. Đây con máy gì ra con máy gì ra con số gì ra. Đây con số gì ra con số gì ra coi ra con máy. Đây con số gì ra con số gì ra con số gì ra. Cái trước luôn hả? Gì ra? Hôm qua em đi chùa Hương hoa to còn mờ hơi sương cùng thầy mẹ em dẫn đầu soi gương cho đời ca cao em đeo cái dài im đào quần linh nào khoe mới tay em cầm chiếc nón quai thao tay em đi ổ chân em đi đôi uống nắng cao cao đường đi qua bên đục mọi người ngắm nhìn em hèn thùng em không nói em bây giờ mới tuổi 25 là con số 25 nha bà con bác ơi. Con 25 bữa nay con vừa cảm con 25 con 25 mấy gì ra 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 ra con mấy còn mấy gì ra 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 quay về kỷ niệm lúc còn học sinh tà áo chính nguyên tô thắm bao tình đời học sinh với nét đoan trình như đẹp như màu hoa xinh có đôi khi thấy buồn một mình con 29 con 29 con 29 29 cùng mấy gì ra mấy gì ra con hai gì ra hai gì ra ai mua sầu riêng có ai mua sầu riêng xin dựng chân quê gống em đây bán trái sầu riêng nhưng em không bán tình duyên 20 nguyên 20 nguyên 20 nguyên 20 nguyên 20 nguyên số gì ra số gì đây số gì đây từng vòng trao nhau hơi ấm rộn ra con tim mừng vui ngày mới trong ngày mới nắng dần ngập lối tình ơi nắng xuyên qua hàng cây gió mơn man đùa là lời đàn đương bước chân qua hè phố nắm tay tao về vùng trời nhà bình yên 40 quyền 40 quyền 40 quyền 40 quyền quyền 40 còn 40 cây còn 40 xuống gì đã xuống gì đây xuống gì ra xuống gì đây hai con gà đá nhau một con chảy máu còn một con nấu cháo quyền số sau còn số sau cây còn số sau còn số sau còn số sao tới còn số gì đây tới khu vực kia khóc 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 con ngựa ô ăn khớp là con số tư là con số tư con số tư con số bốn con số tư mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra từ miền Nam ăn ngược ra Bắc không sao câu hò điệu lý với nàng ơi không sao mấy đèo cao cao trầm trùng đưa nàng về dinh tao xuyên lý chung tình con 59 còn 59 còn 59 còn 59 59 59 59 còn mấy gì ra mấy gì ra còn mấy gì ra mấy gì ra yêu thương người yêu thương ta yêu luôn những thú quan thường xa yêu quê nhà yêu quê ta yêu luôn những trái tim Việt Nam 38
38 đi 38 38 cùng mấy gì đây mấy gì đây cùng mấy gì ra mấy gì ra cái mấy gì ra mấy gì ra. Phụ nữ ngày nay luôn luôn mà tâm niệm phải lo thực hiện kế hoạch cho chu toàn, hạn chế sinh con giữ gìn mà sức khỏe, nuôi con cho khỏe dạy trẻ cho ngoan, việc nước lo toan và việc nhà cũng tốt. Đây con người một con người một con người một con người một con đúng người một làm đúng hả? Nghe ngờ hơn xích lô xin dừng chân nhanh 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 trời ơi chúc mừng chị kiểm kiểm mọi người ơi khoan hãy xé nha mọi người trời nhanh dữ vậy giữ nguyên tấm vé trên tay chiến thần kêu lô tô trời ơi một người thân quen nhiêu mà chị nhiều bạn bắt đang xem rồi được, được trời ơi chị còn đang cài view luôn quý bà con cô bác ơi rồi kia kiểm tra giùm chị nha dạ rồi à. Chị ra cái view đi chị. Phỏng vấn chị đi. Dạ. Đây dạ. Đây, dạ em chào chị. Dạ em được biết không biết là em có nhầm hay không nhưng mà chị là người đã tài trợ chuối đồng tiền để tặng cho quý bà con cô bác trong chương trình dạ. Lô tô. Dạ bà dạ. Con cô bác cho chị chào hết tay được không ạ? Dạ. Dạ rồi. Dạ bây giờ chắc là mình dành xíu thời gian trước khi mà các bạn dò số. Dạ. Chị giới thiệu đôi nét về bản thân mình nha, chị tên gì và giới thiệu luôn cái phần quà này luôn. Dạ. Dạ em tên là Bùi Thanh Thúy, em là dựa gạo nhưng mà hôm nay em thêm cái ngày tay trái là làm chuối giòn để bán. Dạ. Vì em thấy cái này là nó tốt tại vì mình không có phải để một cái chất gia vị nào á, chuối dạ là hoàn toàn. Cho nên em cũng muốn gửi gắm đến mọi người là cái sản phẩm xanh sạch. Nếu mà ủng hộ em thì em rất là cảm ơn. Dạ, đây là một người chị thân thiết của anh Khương Dừa và những dòng loại lô tô trước đây là chị đã tặng cho những cho chương trình những cái món quà như vậy để tặng cho quý bà con cô bác. Đó là sản phẩm chuối sấy đồng tiền là chuối sấy tự nhiên, dạ không có đường. Dạ và em cũng ăn thử rồi ngon chấn động chị. Dạ, ngon chấn động luôn quý bà con cô bác. Dạ nếu mà bây giờ quý bà con cô bác có thể mua những cái sản phẩm này của chị ở đâu? Có hotline là dạ, có số hotline đúng không? Chị nhớ số hotline không? Đến anh Khương Dừa cho ngồi một góc nào ở đó để bán. À vậy đó hả? Dạ rồi cái này hy vọng là ít bữa mình có cái quầy chuối sấy nhỏ nhỏ đó ha. Dạ, dạ còn quý bà con cô bác. Dạ hôm nay mà ai chúng ta được tặng chuối sấy đồng tiền chúng ta coi số hotline với lại thông tin mà chúng ta mua hàng trên bao bì sản phẩm quý bà con cô bác ha. Rồi bây giờ em xin phép dò số cho chị ạ. Dạ rồi. Rồi bây giờ tụi em dò số nha. Số 6. Có 1. Rồi. 11. Rồi chị cứ đứng đây đi em trao quà để số 25. Nó dò, có 3. Dò cho chị. Số 59. Đầy đủ. Dạ chúc mừng chị. Dạ rồi hay quá chúc mừng chị. 2. Sợ sổ hả? Chị dạ. Bán bánh, chị nhận được 2 thùng bánh. Dạ, dạ chúc mừng chị đã nhận được 2 thùng bánh tráng Tân dạ. Nhiên. Dạ, bánh tráng Tân Nhiên rất là ngon, quý bà con cô bác dạ. Không cần chúc mừng nước. Chị. Dạ, rất là nhiều nhà hàng cũng như là đã có bán tại các hệ thống siêu thị. Dạ, dạ em cảm ơn chị nhiều. Dạ, trời ơi, vòng quà may mắn đầu tiên, dạ dòng loại đầu tiên, sổ số nhanh gọn lẹ, xúc tích quý bà con trúng quà liền luôn. Dạ, rất mong là quý bà con cô bác sẽ cùng tiếp tục. Ai chưa trúng quà thì chúng ta tham gia dòng loại số 2 nha quý bà con cô bác. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý bà con rất nhiều. Hôm nay đã đến đây ủng hộ cho Hổ Quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ, con cũng chào như chú. Là ủng hộ cho hả? Thì cho chú, đúng không? Cảm ơn nghe. Trời ơi hay quá em ơi. Trời ơi tụi em tụi chị bán trái cây này kia đồ, bán chuối đồ sao nhỏ này nó bán vàng vậy ta? Thế ghét con nhỏ này ghê trời. Nhỏ bán quá trời luôn. Dạ, trời ơi. Dạ chủ đề hôm nay là sông nước miền Tây. Dạ cho nên là những bài hát sẽ tái hiện những khung cảnh lao động của tất cả quý bà con cô bác miền Tây chân chất thiệt thà. Dạ cả nhà cho bé ấy một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Quá dạ. Dễ thương luôn. Hôm nay là có đổi mới một xíu nha bà con. Một lát nữa bà con sẽ được theo dõi một trích đoạn cải lương Hồ Quảng. Bà con chịu không ạ? Chịu vỗ tay cho một cái đi ạ. Dạ cảm ơn bà con rất nhiều ạ. Dạ rồi cả nhà mình ơi. Dạ sao? Ủa anh Huy chưa có vé hả? Trời ơi, dạ, đại gia ơi. Đại gia ngồi đây sao không có vé vậy anh mấy đứa. Cho anh Huy một vé giùm em nha. Trời ơi, đại gia Vũng Tàu không có vé. Ngồi bàn VIP luôn đó, ngồi riêng một. Ngồi bàn VIP, ngồi riêng một quá mình. Quá trời anh rồi. Trời dạ. Ơi. Rồi một vé bắt cho đại gia Vũng Tàu liền. Dạ. Thương đại gia quá. Anh Huy là ngày nào cũng tới hội quán ủng hộ hết. Rồi quý bà con có vé hết chưa ạ? Dạ, cả nhà mình ơi có vé hết chưa ạ? Dạ. Ai chưa có vé mình giơ nhẹ cánh tay lên em thấy nha. Dạ, dạ rồi, nếu bà con có vé hết rồi á thì rồi, sao ban mà... bé nhân viên đó là không có tính nha. Cảm ơn ba tư cưng. Dạ nếu bà con có vé rồi thì mình bắt đầu cầm lá vé trên tay và bắt đầu vô xuống. Dạ chúc quý bà con cô bác thật nhiều may mắn. Đây con số gì đây, con số gì đây, con số gì đây, đây con số gì đây, con số gì đây, cờ ra con may. Đây con số gì đây, con số gì đây, con số gì ra mấy gì ra vô
mấy gì ra 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 ra con mấy con mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra chim tung bay hót vang trong bình minh chân cô đơn áo phong sương hành trình ở lòng mang mọc quá mi thò xuôi về Gò Công Tiền Giang ngủ như một tấm thảm lụa vàng. Yo, thương em tôi áo đơn sơ bà ba, chân lưng trâu nước da nâu mặn mà. Họ ơi, cày lúa đã nuôi dân mình no ấm, dù xa mát ngọt cứ dòng chứa mẹ. Quê mình còn 59 vô, còn 59, còn 59, còn 59. 59 kia, 59, 59 số gì đã ba gì đây. Ba gì đã ba gì đây, ba gì ra. Tình lãng thiết tha nói ra không dám. Đây ba 18, ba 18 kia, ba 18, ba 18. Ba 18, ba 18, ba 18, con năm gì ra, năm gì ra, năm gì ra, con năm gì ra, năm gì ra. Lần cuối gặp nhau là khẽ nói, thương mãi nghe anh sao yeah. Em yêu anh chân thành, biểu diễn không thành. Điệp ơi làm cắt tóc vô chốn thiệt một con năm 14, năm 14, năm 14. Năm 14, năm 14, năm 14, năm 14. Số gì đây, số gì đây, số gì ra, số gì ra. Số gì ra, số gì ra, số gì đây. Sao nào. Số gì đây, số gì đây. Yêu nhau, cười áo nhà cho nhau về nhà. Dối rằng cha dối mẹ rằng áo nhà quá cầu, rằng áo nhà quá cầu. Tình 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 gió bay, tình 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 gió bay. Năm 12, năm 12, năm 12, năm 12. Ra con mấy còn mấy gì đây, số gì đây, số gì đây. Kia hả, đâu đâu. Trên trời có đám mây xanh, chính giữa mây trắng xung quanh mây vàng. Sao nữa. Ước gì em cưới được chàng, để em sao? Mua gạch bát tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng mà rửa tài. Còn số 2, còn số 2, còn số 2, xây. Còn số 2, còn số 2, còn số 2. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Em ngã xuống như bao anh chàng dũng sĩ. Cùng vui cùng em là những ngôi sao. Mà chân em dập nát quân bào tàn. Em mãi ngàn đời là người con gái Việt Nam. Còn 28 vô, còn 28, còn 28, còn 28. 28 cái 28 số gì ra, 10 gì đây, 10 gì ra. Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, theo câu hò điều ly chính dòng sông. Mang theo tấm lòng con trai một đường, anh ra đón nàng với cả yêu thương. Đây ngựa ốc kêu vang anh khớp, xuân sao câu hò điều ly ngỡ ngàng người. Băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về vĩnh sau xuyến lý trung tình. Đây con 19, con 19, con 19, con 19, cái con 19, con 19, cái con 19, con 19. Mấy gì ra, con mấy gì ra, mấy gì ra. Trời ơi, trời mưa bông bông phà phòng. Mẹ đi lấy chồng con ở con về ở kế dì Sáu để bà có cơ bà qua thăm dì Sáu. Đây còn số sao, trời ơi, còn số sao, còn số sao, còn số sao. Cái này là không được. Số sao, số gì đây, số gì đây, số gì ra, số gì ra. Đi trên gừng cuốn trên bay năm chiêu tàn ta lương em có tiếng cao vui cùng sớm lặng thắng trận quê em. Từ trên đỉnh núi cao chót vót tay bắt nhịp nhàng vàng lời em ca. Đây điều múa vàng vàng đây tiếng đàn ta lương tình 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 tình
bốn mười chín. Còn 49, còn 49, còn mấy gì ra mấy, gì ra mấy, gì ra mấy, gì ra. Tôi kể người nghe chuyện tình láng và điệp một chuyện tình cái đá. Chuyện tình cái đá. Tôi còn thơ, đang dẫn đường mong mơ đến chép thành bài thơ. Chép thành bài thơ. Lần cuối gặp nhau đang nghe nỗi thương mang nghe anh em yêu anh chân tình nếu duyên không thành. Điệp ơi là cắt tóc vô chốt chùa thiền môn. Còn số 4 là ghe còn hơn xích lô xích dần dần. Tăng. Dạ. Dạ mời thí chủ vô chúng thiền môn con. Dạ rồi, số 4. Dạ em. Trời ơi anh Điệp. Anh Điệp em mời anh Điệp lên đây. Tại sao anh Điệp lại bỏ Lan vậy? Anh Điệp ơi sao anh đi đâu mà anh bỏ con Lan nó khóc quá trời. Đúng quá rồi đất kìa. À là bây giờ là anh dọn trúng thưởng thôi còn Lan kệ nó. Anh nói vậy đó. Dạ em chào anh. Dạ anh giới thiệu đôi nét về mình, anh tên gì ạ? Anh tên Phát. Anh Phát là làm công việc gì anh Phát ha? Anh đang phân phối hàng. Nhà phân phối. À nhà phân phối. Dạ rồi hôm nay là anh có ở gần đây không? Anh từ quận 12 lên đây. Từ quận 12 lên đây luôn. Là có gì là nãy giờ mắc mưa dữ lắm phải không? Dạ. Mà tại sao mà cái lý do gì mà anh từ quận 12 mà mưa gió bão bùng như vậy mà anh vẫn tới đây với tụi em? Anh thích em đúng không? Khương Dừa. Ủa là anh thích Khương Dừa chứ anh không thích em à? Thôi kệ nó cũng được, tôi thích ai cũng được hết. Miễn sao anh tới là em vui rồi, không sao đâu, em không có tổn thương đâu. Tại vì nhiều người nói vô mặt em vậy lắm rồi. Dạ, nói chung với cảm ơn anh Phát ngày hôm nay nha. Rồi bây giờ em dò số cho anh Phát. Dạ, xin phép kiểm tra con cờ. Số đầu tiên, số 4 có 1. 19 có 2. 28 có 3. Vô. Và con số cuối cùng là con số 52 có 4. Dạ. Dạ hợp lệ hàng ngàn 4 số. Chúc mừng anh Phát đã nhận được 2 thùng bánh tráng Tân Nhiên. Dạ. Rồi em ghẹo anh Phát vậy thôi chứ em rất là cảm ơn anh Phát ngày hôm nay mưa gió nhưng mà vẫn yêu thích anh Khương cũng như là yêu thích chương trình tới tụi em nha. Dạ, cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều. Dạ, hôm nay là không có đông lắm do trời mưa. Nhưng mà thôi kệ, quý bà con cô bác ít ít nhiều cũng như là Tết mình dò lô tô trong nhà với quý bà con cô bác. Dạ, ít người xác xuất trúng thưởng nó cao hơn. Dạ, xin cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều vì ngày hôm nay mặc dù trời mưa nhưng mà vẫn đến với hội quán ngôi sao miệt vườn để ủng hộ cũng như là ủng hộ cho anh Khương Dừa. Dạ, cảm ơn một lòng tri ân chân thành đến tất cả quý bà con cô bác có mặt ngày hôm nay ạ. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Và để liên tục chương trình để cho dòng loại số 3 được bắt đầu thì mời bà con bác đến với giọng hát của bạn Kim Hiếu với bài hát Chiếc Áo Bà Ba. Một chảo tay thật lớn đi ạ. Dạ, xin mời quý bà con cô bác cùng thưởng thức. Dạ, bài hát này con xin được trình bày với hội chị em con gái thiệt của tụi em. Trên dòng sông thăm thầm mặt con xuồng bé nhỏ mong manh non lá đồi nghiêng tóc dài em khẽ gọi ồ vàng người em vẫn đẹp ngàn đời. Xuồng đưa năm nào trên lối hẹn hầu giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô cùng về sóc trăng hôm nay cây điệu lắm thôi đồng lúa chiều về bên ninh kiều có nàng đợi người yêu em xinh tươi trong chiều trời ơi trời hại em rồi hầu chiều về điện
hơn bác cần thơ. Nhớ kỷ niệm xưa nông ruộng trên phố, chào phó tay thật lớn luôn được không ạ? Dạ, xin cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều. Qua bên bất cần thơ, nhớ kỷ niệm xưa nông ruộng đêm trăng tỏ, nhớ bóng con đò bé nhỏ mong manh, đất nước mình đây dấu ruộng ghe bé bồng. Rất vui luôn thiệt á. Tuy là bà con cô bác đến đây là không có nhiều, cũng ít ít bà con cô bác thôi, nhưng mà tình cảm với nhau thiệt sự mà làm cho tụi em cảm thấy rất là ấm áp. Xin cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều ạ. Dạ, hôm nay là Kim Hiếu lâu quá rồi mới quay trở lại hậu quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ nên là hơi hồi hộp xíu, có gì quý bà con cô bác thông cảm cho tụi em nha. Dạ rồi, cả nhà mình có vé hết chưa ạ? Dạ, dạ có vé hết rồi đúng không ạ? Ai chưa có vé mà giơ nhẹ cánh tay lên giúp em nha. Dạ, có vé có vấn đầy đủ rồi đúng không cả nhà? Dạ rồi, bây giờ không làm mất thời gian của quý bà con cô bác nữa, tụi em xin mời quý bà con cô bác cùng hướng mắt về sân khấu và bắt đầu do số xe. Con số gì ra cờ ra con máy? Đây con số gì, đây con số gì, đây con số gì đây? Đây con số gì, đây con số gì, đây cờ ra con máy? Đây con số gì, đây con số gì, đây con số gì ra? Mày gì ra? Mày gì ra, con mày gì ra, cờ ra con mấy, con mày gì ra, mày gì ra, mày gì ra, mày gì ra. Pháo hoa pháo, xe hoa xe, chúc hoa chúc, duyên hoa duyên. Đời dương khi kiều như con chó con 11. Con 11, con 11, số đầu tiên con 11, gạch gạch vô quý gì ơi. Con 11, con 11, số gì đây, số gì đây, cờ ra con mấy gì đây, số gì ra. Thiên linh linh, linh 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 linh. Bên lý thì tươi nhan nhan, khói khói thì rên hừ hừ. Thiên linh linh, để linh linh, bá bà năm mù khói khói nhan nhan, thầy nói phù 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 phù. Thiên linh linh, con 29, 29, 29, 29, 29, con mấy gì đây, mấy gì đây, con mấy gì đây, con bốn gì đây, bốn gì đây, bốn gì đây.
Hãy đến, hãy đến với em đêm này. Hãy đến với em đêm này. Hãy có tiếng ca cho đời mê say. Tiếng ca cho đời mê say. Hát vui một tay nhịp chân thuần xa. Hãy đến, hãy đến với em đêm này. 47 47 thì 47 47 C 47 còn 47 số gì ra con số gì ra số gì ra con số gì ra ta qua cô sẵn dài kề nhau bước đi nhịp chân được món con trong này tình mình lưu luyến hay như lưu luyến tình dài dài thêm thêm nhiều luyến lương tình thấm dương ta mang đầu tình ta tình ta tình ta chuyện miệng nghe lời xu thiết tha ai 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 con số hai cái con số hai số gì đã hay gì ra hay gì đây hẹn lại dòng sau đi 20 sau 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 mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra ai có nghe chẳng ai buồn thương tiếng chim reo bàng ai có nghe tìm bạn tiếng bạn tìm bạn heo hồn cất bước xa phương ngỡ sao quên bạn em nhớ anh đêm dài em sẽ về miền Tây con số 7 vô con số 7 con số 7 vô con số 7 con số 7 số gì đa số gì đa con 4 gì đa 4 gì đa 4 gì đa chuyện cái ao sao nè lòng em bỗng thấy nao nao cái ao khổ công em đào đào đêm đào ngày em cũng ráng cho mau đào sông em thả cá cá tình cá nghĩa vàng ơi vàng vui con cá quẩy đuôi cá ơi cá hỡi công tôi đào ao 40 sao 40 sao 40 sao 40 sao 40 sao còn 40 sao 40 sao rằng vô đi mà con ơi con mấy gì ra mấy gì ra con mấy gì ra mấy gì ra con mấy gì ra mấy gì ra kia cả qua lá đa que màu kia tình đang chiếm cá nhớn nhớ liệu lo trên cành dược đó đôi nhân tình hòa lên khúc hát yêu thương tình mình đẹp thân ta kia muôn ngàn hoa lá hát hát vàng vàng thêm vui đùa sao nè bầu trời đẹp như hai mươi tám cái 28 số gì ra năm gì đây năm gì ra năm gì đây chứ ở dưới quê làm ăn mà không khá anh lên Bình Chánh anh bán trái cam đây 58 58 cái 58 58 58 58 mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mỗi mùa hè về yêu bóng người mình yêu mỗi mùa hè hãy nhớ thương em nhiều người em gái có dòng hát như một dòng suối tình đắm đuối bên đời tôi biết ngờ nào vui 17 năm qua tình mãi không già còn 23 còn 23 còn 23 còn 23 23 23 ra con mấy gì đây số gì đây con năm gì đây năm gì đây con năm gì đây đầu lòng hai ả tố nha Thúy Kiều là chị em là Thúy Dân C
xa à. Mai cốt cách mà tuyết tinh thần. Mỗi người một vẻ mười phân. Dạng mười thì còn năm mười. Còn năm mươi thì còn năm mươi. Còn năm mươi xây. Còn năm mươi, còn năm mươi. Còn năm mươi số gì ra. Số gì ra cờ ra con mấy. Còn mấy gì ra. Đò sao đàn ông quên bỏ sông bỏ đò bỏ người tình xưa bước đi theo dòng sông náo nề lắm rồi để rồi em về bán rào rằm con năm mươi lăm năm mười 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 lăm hỡi cô lại đò sao đàn ông quên bỏ sông bỏ đò bỏ người tình xưa bước đi theo người sao đàn quên. Ủa tại dâu sớm mai sao đặt quên. Ủa tại dâu sớm mai. Cô lấy đồ giờ đi bán vàng anh bán vàng giờ đi lấy đồ. Có chứ sao không ý mình giàu. Ngày tìm lo cái lo chài chắc hay buôn bán. Đến khi sập nghiệp và lấy đồ nuôi thân. Thấy cô lấy đồ để dành tiền. Dành tiền làm gì nè. Dành tiền làm gì anh. Giờ đi bán bột ngọt 51. Còn 51. Còn 51 là chiếc lá cờ hơn xích lô xây dựng trang. Có gì mình à? Tà răng. Cái gì mà cô lái đò mà hết nắng vàng. Trời ơi. Ủa trời ơi. Chị gái của em. Cái chị này. Ủa trời đất ơi. Dạ rồi từ từ để em dò số cho chị nha. Quý bà con cô bác đừng vội xé lấy vé của mình. Tụi em kiểm tra và dò lại số. Dạ chào dạ, bà chị đi. Ruột của em. Lần này là chị trúng lần thứ mấy rồi? Chị trúng lần thứ mấy? 3 lần rồi. Ôi trời 3 lần rồi. Đó là nhất quá chúng... tam. Dạ quý bà con cô bác đừng có vội buồn. Dạ bà này bà trúng lần thứ 3 rồi. Lát nữa là tới quý bà con cô bác. Dạ dạ nói chung cái này ngẫu nhiên nha quý bà con cô bác. Dạ ngày nào cũng tới ủng hộ đêm lô tô. Rồi bây giờ em dò số liền cho chị luôn ha. Dò số tụi em ơi. Dạ rồi mã dòng loại 013. Bây giờ nhà bà là mở đại lý bánh tráng luôn rồi. Rồi. Con số đầu tiên, con số 7. Số 7 cỡ 1. Số tiếp theo. Bao nhiêu? 29. Đó. 29. Một hàng. 29 có 2. Số tiếp theo 47. Đó. 47 có 3. Và con số cuối cùng là 51. 51 có tứ quý. Dạ. Hợp lệ hàng ngang 4 số. Chúc mừng chị. Trời ơi. Trời đất ơi. Tam gái thiệt dạ, có cái giọng ta. Nghe nó lanh lảnh ha. Dễ thương bé ơi. Rồi chúc mừng chị nha. 2 thùng bánh tráng Tân Nhiên. Dạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi quý bà con cô bác thân mến, dòng loại tiếp theo vẫn là tặng phẩm 2 thùng bánh tráng Tân Nhiên. Chúc quý bà con cô bác thật nhiều may mắn. Ai chưa trúng thì chúng ta cứ tiếp tục dò số. Mình có 10 dòng loại lẫn nhau quý bà con cô bác ơi. Dạ chị ơi. Bà chị trên đây hỏi chị ăn hết bánh tráng chưa. Trời đất ơi. Bà lãnh lần 6 thùng bà cũng tốn tiền mua cá tai tượng về bà rối nữa. Chị nói không. Giờ lãnh thùng thứ 8 đó chị. Dạ, tôi cũng chúc mừng chị. Dạ, chúc bà con là sẽ những dòng loại sau là sẽ trúng thưởng thiệt là nhiều và trúng những dòng loại dễ nhất, dễ nhì, dễ ba nha bà con cô bác ơi. Dạ, và bây giờ tiếp tục chương trình văn nghệ tối đêm nay. Xin mời quý bà con cô bác cùng chào đón sự quay trở lại của Cẩm Y Vệ và Kim Hiếu với nhạc phẩm Thương Con Chốt Sang Sông. Xin mời một tràng vỗ tay từ quý bà. Một sáng tác của Hồng Xuân Long, một tràng vỗ tay thật lớn đi bà con ơi. Nhìn về bên đó xuyên sao ngày đêm. Nhà anh ngó qua con sông vàng, thầm thò những sáng lén lén tìm nhau. Nhớ anh câu hò đưa đầy, ghé tình lần sáng thơ.
tình mà hoài năm tháng tháng năm lặng thinh. Người ơi nói sao cho em tưởng vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay lấy gì thay đầu mâm rượu mà thiên hạ cười chê ta. Thương con vô xa sông mà tỏ xa cho phận ma tình, ôm dáng cờ một mình lặng thinh. Thương con vô xa sông đã bước đi chẳng đặng quay về. Em như nước xuôi dòng không trở lại bên lòng chờ mong. Cho vận ma đau như kẻ si tình ôm dáng cờ một mình lặng thinh. Thương con vô xa sông đã bước đi chẳng đặng quay về. Em như nước xuôi dòng không trở lại bên lòng chờ. Nhìn người bên sông lòng anh đau nhói, dù qua sông rồi không trở lại bên lòng giờ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, và vừa rồi là một nhạc phẩm Thương con chốt sang sông của Cẩm Y Vệ và Kim Hiếu. Và bây giờ chúng em sẽ tiếp tục dòng loại tiếp theo với phần tặng phẩm là hai thùng bánh tráng Tân Nhiên. Dạ, cả nhà mình có vé hết rồi đúng không ạ? Dạ rồi, hôm nay là trời mưa, không gian rất là ấm cúng. Dạ, nên là phát vé rất là nhanh đúng không? Dạ. Dạ, kính thưa quý bà con cô bác, thì hôm nay là hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn là có tại chủ nhật tuần nào bà con cô bác là cũng sẽ tổ chức là chương trình ẩm thực nè, rồi chương trình lô tô. Thì hôm nay là cũng có chương trình ẩm thực là đang bán ở ngoài kia. Nếu bà con cô bác là có yêu thương hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn cũng như là yêu thương anh Khương Dừa thì hãy ủng hộ cho hội quán những cái bánh xèo nè, ủng hộ những xiên bò lá lốp, những cũng như xiên nem nướng. Thì hiện tại là ở dưới phía quầy ẩm thực là còn lại là bánh xèo và bò lá lốp với lại bắp rang bơ. Nếu bà con cô bác có yêu thương mà hồi nãy trời mưa có đến đây mà chưa kịp ăn gì đó, bà con cô bác yêu thương thì ủng hộ cho hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn tối hôm nay nha. Dạ, bà con cô bác cho chồng phát thai được không ạ? Dạ, xin cảm ơn bà con cô bác rất nhiều. Dạ, anh ăn gì chưa? Anh ăn rồi, ăn thêm cái bánh xèo cũng no, cũng ngon anh. Dạ, dạ rồi, thôi bây giờ quý bà con cô bác mà ủng hộ ẩm thực thì chúng ta nhớ cũng dò số nha quý bà con cô bác ơi. Dạ, mình dò thiệt là kỹ nha. Dòng loại lần này cũng là hai thùng bánh tráng. Chúc tất cả quý bà con cô bác may mắn
Dạ, rồi bây giờ lễ tới Tết rồi, tụi em cũng xin chúc quý bà con cô bác có một mùa nghỉ lễ thiệt là nhiều niềm vui nha. Rồi bây giờ xin mời quý bà con cô bác hướng mắt về sân khấu và bắt đầu do số. Số gì đây, con số gì đây, cờ ra con mấy? Đây con số gì đây, con số gì đây, con số gì đây? Đây con số gì đây, con số gì đây, cờ ra con mấy? Đây con số gì đây, con số gì đây, con mấy gì ra? Mấy gì ra? Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, cờ ra con mấy, con mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra? Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, kỷ niệm con đò những người đâu? Đừng phụ tình nhau để chờ nhau. Nghe tiếng chuông vòng đêm thâu, đây bên xưa đó vẫn lâu. Đây thủy dương thắm màu còn xô xáo. Còn xô xáo, còn xô xáo, còn xô xáo mấy gì ra? Còn xô xáo, còn xô xáo, còn xô xáo mấy gì đây, mấy gì đây? Còn bốn gì ra, còn bốn gì ra, bốn gì ra? Bay lên trên bầu trời rồi vươn lên lại bay lên. Con 40 sao. Rồi nó bay lên đâu vậy? Sao? Nó bay cao quá. Đúng rồi, nó bay đi đâu á? 46 cây, 46 xuồng, gì đã hay, gì đây hay, gì ra? Mẹ Việt Nam mất người sang quá. Nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ mừng nhỏ đôi mắt long lanh. Nghe tin con mơ còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc. Mái tóc, mái tóc. Anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô ta mây áo mây, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Đây 22, 22 cây, 22, 22, 22, 22, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, không mấy gì ra, 22, 22. Bao sinh đã lỡ giới duyên tình về lứa đôi, tránh qua không sao đặt cánh chia đôi mình. Cô thể ngứa trước kia theo làng khói vai bạc rồi. Anh đại ơi, mấy cô thể của anh với nàng nhớ hoài. Dương Quỳnh hỏi xuất kiếp duyên tình về chúng ta. Có thể thôi xin hẹn kiếp sau này. Chỉ cần tôi chúng ta theo làng khói vai bạc rồi. Tình ta thế thôi à từ đây. Còn cách chia đôi mặt lòng em nhớ thương về anh nga từ thuở ngày xưa đến lớn khôn còn 14 14 con, dạ, con 14 ngạch vô quý bà con. Con 14 con 14 mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Ai mua sầu riêng con, ai mua sầu riêng. Xin dừng chân ghé quán em đây không bán sầu riêng. Nhưng em có bán trái cam. Còn 28 nha, còn 28 em bán trái cam có 28 ngàn. 28, 28 số gì ra, số gì ra. Con 5 gì ra, 5 gì ra, 5 gì ra. Ngày mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, chắn lối em anh về. Ngày mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để em biết anh vẫn anh. Và lời anh ơi xin hãy đừng trốn đây, những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay em khao khát một giấc mơ, em đã yêu em người ơi. Ngày mùa đông ơi xin hãy 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 hãy. Còn năm 17 C 17 năm 17 năm 17 năm 17 năm 17 C 57 có mấy gì đây, mấy gì đây, có mấy gì đây, con năm gì đây, năm gì đây, con năm gì đây, năm gì đây. Sao nè, chanh chua, chanh chua thì khế cũng chua, chanh có quanh mùa, khế có quanh năm. Đây năm 15 năm 15 đây năm 15 năm 15 năm 15 năm 15 năm 15 cây, năm 15 số gì đã buông gì đây, buông gì ra, buông gì đây, mối tình trăm năm đây. 45
lên. 45 cây bưng 15, 45. Còn 45, còn 45, còn mấy gì ra mấy, gì ra mấy, gì ra mấy, gì ra mấy, gì ra Bạc Liêu giấc mơ tình yêu. Dân gian ca rằng Bạc Liêu là sứ cơ cầu. Dưới sông cá chốt trên bờ Diệu Châu, nghe danh công tử Bạc Liêu nấu tiền nấu chân, tỏ ra mình xa con số tám. Ủa, con 18, con 18, con 18, con 18, con 18 mấy gì ra, con mấy gì ra, con 18, con 18. Lắc lắc mà nghe tôi kêu con cần ra cơ ra mà con mấy, con mấy gì ra 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 giấy trời suy khiến nợ duyên cho hai đứa dậy. Con nợ duyên đành cam. Con số tám, con số tám, con số tám, con số tám, con số tám mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, năm gì ra, năm gì ra, năm gì ra. Nghe tiếng ai sớm thật sớm, hình như tiếng anh Khương vừa. Em có qua coi thì biết, chương trình là ngôi sao miệt vườn. Vui quá vui, hay thiệt hay, em mời bắt lên xem. La la la, la la la, thật là nôn nôn nôn. Con năm 14, năm hay 14. Quá rồi, em sáng tác luôn rồi. Quá tuyệt vời. Năm 14 cây, năm 14 số, chị ra 10, chị đây 10, chị ra. Không gian bừng lên nhạc vang tiếng ca, có tiếng cười ai đùa vui ruồn ván đó đầy. Em như là thiên thần trong mắt anh, thất thất tình yêu trong lòng anh, ngàn muôn lý thơ. Tiếng ca một chút tình vô để còn bưởi chân. Còn 19 cây, còn 19, còn 19, còn 19, còn mấy gì ra, mấy gì ra, còn mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Say, chúc xin chúc đứng đầu đình. Em xin em đứng hà một mình à, cũng xin để con số 9. Còn số 9, để con số 9, còn số 9, say. Còn số 9, à còn có ai kinh chưa ạ? Có ai đợi chưa ạ? Còn số 9, còn số 9, đã đợi hàng mấy, đợi hàng mấy? Đợi hàng 10, đợi hàng 1, đợi hàng 2, đợi hàng 3, đợi hàng mấy nữa ạ? Dạ, mấy gì ra, mấy gì ra, con mấy gì ra, mấy gì ra, con mấy gì ra, mấy gì ra. Để ta bình hàm, che chớ nâng niu, thêm không quá tư ngủ hạt ngà. Và tờ phạt tư trắng, đẹp sao giống như ngọc ngà. Rằng nếu qua sinh nhật tờ chẳng giảm, đây con số 5. Còn số 5, còn số 5, còn số 5, chưa ai kinh, chưa ai kinh. Còn số 5, còn số 5, số gì ra, số gì ra, cờ ra con mấy, còn mấy gì ra, còn ba gì ra, ba gì ra, ba gì ra, ba gì ra. Ai có quen gì anh, sao tự nhiên đi cùng hương. Biết chứ nhà người ta sẽ tránh ra dùm em lối đi. Mà nhà em thiệt là khó, em quen anh em sẽ bị lo. Hẹn anh mày lớn lên đi, em sẽ chào anh trái tim này. Là còn ở 37, còn 37 ra che tờ hình xích lô xin dừng chân. Dạ chúc mừng chị gái. Trời đất ơi, ủa sao hai chị ơi. Ủa sao đánh lộn ở dưới rồi, bảo vệ đánh lộn rồi. Chị ơi ai trúng rồi mình lên đi, không sao đâu, đừng có ngại nha. Ơi, quá trời manh động rồi. Ở đây chị em không à. Hai chị em mà tương tàn với nhau vì một cái tờ giá vé thôi. Trời ơi không sao, trúng hai thùng bánh tráng lát mình chia đôi được. Dạ nha, chị lên đây để tụi em phỏng vấn. Mốt mình đi chơi mình đừng quýnh lộn với chị nha. Dành nhau lên sân khấu. À dành nhau lên sân khấu mà chị em đánh lộn trời vậy đó hả? Trời ơi quá sao trời. Không hai bà cùng lên luôn trời ơi. Đúng rồi. Chụp hình đồ với em rồi ok. Vậy rồi chị ơi chị lên đây luôn đi. Chứ để hồi hai bà xuất cạch mặt nhau cũng kỳ lắm. Dạ cứ lên sân khấu mình giao lưu vui vẻ. Lên luôn chị, lên luôn chị. Đó hai chị em lên chụp hình. Dạ rồi mình trò chuyện xíu đi, chị tên gì ạ? Tên
tên Xuân. Dạ chị Xuân đến từ đâu chị Xuân? À, Bình Tân. Bình Tân. Dạ đây là lần thứ mấy chị đến với hội quán ở sông Việt Dường rồi? Ba luôn rồi. Lần thứ ba luôn rồi, là chị đến đêm lô tô hay là chị nhìn đến những đêm nhạc? Kỳ này là hai lần ca nhạc nữa, hai nhạc hai lần luôn. Dạ ca nhạc hai lần, lô tô hai lần. Dạ, trời ơi, yêu mến chương trình quá, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, và hy vọng là những đêm tiếp theo chị cũng sẽ tới ủng hộ tụi em ha. Dạ rồi. Kéo nguyên gia đình lên luôn, chị em đi hết. Trời ơi, kéo nguyên gia đình, nay là gia đình mình lên mấy người? Nay 8 người. Trời ơi, quá trời rồi, kéo nguyên một chiếc xe cá mập lên đây. Quá, dạ, cảm ơn đại gia đình mình rất là nhiều à. Dạ, chúc cả gia đình mình sức khỏe, ăn lễ chấn động nha. Dạ rồi, bây giờ em dò số cho chị. Dạ rồi. Nhất Dương chị là gì bà nội? Là đọc số đồng tiền đâu á. Là số nào? Số 6. Số 6 có 1. À. Nhị Thiên Đường 22. 22 có 2. Tam Tông Miếu có 3. Ồ lộn. Tam Tông Miếu 37. 37 hả? Đâu rồi? Đây 37 có 3. Tứ Đổ Tường 45. 45 hợp lệ. Dạ hợp lệ, hàng ngang 4 số. Chúc mừng chị nhận được 2 thùng bánh tráng Tân Nhiên. Dạ rồi. Cái này mình ăn lễ chấn động nha chị, về đầu tư con cá lóc nướng nha. Dạ. Rồi, chúc chị sức khỏe nhiều. Dạ cảm ơn chị. Trời ơi quý bà con cô bác dễ thương quá, đi là kéo gia đình đi vậy đó. Dạ cảm ơn tình cảm của quý bà con cô bác rất nhiều. Và bây giờ thì chắc mình sẽ quay trở lại với chương trình âm nhạc hỉ. Dạ và bây giờ để tiếp tục phát dòng loại tiếp theo thì mời bà con đến với một giọng hát của một người con gái thiệt. Ý anh nói là sao? Gái thiệt hả? Là sao? Ở đây gái thiệt không hà? Ý anh nói gái thiệt. Thì gái thiệt thì em không ai thiệt cũng chăng? Thiệt hết á em ơi. Ủa thiệt hả? Nói như vậy. Ừ, em là tông nữ cầm thôi. Tại em tưởng hai người là cũng thiệt. Thì thiệt mà. Thiệt mà. Rồi thôi em giới thiệu đi. Dạ. Dạ một trong hát của một người con gái thiệt của quán ngôi sao Mỹ Trường ngày hôm nay. Chắc không, thấy cái không dẫn phải nhấn chữ thiệt mới chịu. Một người con gái thôi em. Anh một, nói à, một người anh nói, con gái. Anh nói ai là con gái thiệt? Đó, em ơi, cũng là con gái thiệt vậy. Ủa mà đó, đó. Trời ơi em đừng có chọc nó ấy lên, nó nổi cái máu đàn ông nó lên, chị không có cản được đâu. Cái tướng nó con gái, cái giọng nó như Phạm Văn Mách vậy á. Thì đó giới thiệu lẹ đi em. Dữ vậy trời. Rồi. Dạ một chàng hỏi tay cho một người con gái Ái Lê với Nhật Phẩm. Du lại câu hò một chàng hỏi tay lớn lớn. Ủa? Đi bà con. Dạ, mời quý bà con cô bác cùng thưởng thức. Oh,
Dạ, cảm ơn tiếng hát của bé Ái rất là nhiều. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ, cả nhà cho bé Ái một tràng pháo tay nữa được không ạ? Dạ, dạ, chào đón sự quay trở lại của anh Khương. À, được rồi, được rồi. Dạ, cảm ơn quý ông bác đã ủng hộ cho mấy bạn nhỏ. Nãy giờ Khương dựa dưới ăn tối. Dạ, bữa thứ bảy chủ nhật nào cũng lu bu ăn uống không ra bữa nào chứ. Dạ, thôi Khương vừa xin phép lên giới thiệu quý bà con bác một xíu về tuần sau. Hôm nay là chủ nhật ngày 1 tháng 9 2024 thì hội quán vẫn đang phục vụ quý bà con bác, và ngày mai là thứ hai, thứ ba thì hội quán cũng nghỉ lễ. Dạ, thứ tư thì hội quán sẽ hoạt động trở lại bình thường, dạ, với cái đêm nhạc giao lưu karaoke. Còn thứ năm, thứ sáu vẫn là đêm giao lưu văn nghệ. Dạ, đặc biệt thì tuần thứ bảy tuần tới là ngày 7 tháng 9 2024 thì sẽ có đêm nhạc ngôi sao miệt vườn với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Chí Linh, nghệ sĩ ưu tú Vân Hà, nghệ sĩ Trương Ngọc Nhi, nghệ sĩ Anh Kiệt, ca sĩ Kim Ni Ngọc, dạ, cùng bạn Trúc Phương Đường Đến trên cao vọng cổ, cùng với lại các bạn thí sinh của tập 3 ngôi sao miệt vườn mùa 3. Hiện tại thì tập 3 thì đang chiếu tới thí sinh thứ 6 rồi quý bà con bác. Dạ. Và trước đêm nhạc ngày 7 tháng 9 đó, là ngày 6 tháng 9 sẽ có đêm nhạc nhịp cầu tri âm. Đêm nhạc đó thì sẽ không có bán vé mà chỉ bán nước thôi. Với sự tham gia của ca sĩ Quách Phú Thành, ca sĩ Đông Đào, ca sĩ Lê Như, ca sĩ Huy Hoàng, MC Quốc Chương và MC Đặng Dung. Dạ, chương trình sẽ bắt đầu từ 18 giờ. Bạn bác mình có thời gian mình đến xem vô thoải mái luôn. Dạ, nhưng mà vô thì mình mình uống nước thì uống không sao hết. Dạ rồi, tại đêm nhạc đó thì các anh chị ekip đó người ta làm để coi như là tri âm khán giả. Dạ rồi. Còn chủ nhật thì vẫn là đêm lô tô của ngôi sao miệt vườn. Dạ rồi. Khương vừa xin phép giới thiệu một xíu rồi. Bây giờ quý bạn bác mình có đủ vé hết chưa ạ? Dạ rồi, chắc là cả nhà đủ hết rồi. Dạ, nãy giờ là anh Minh đi phát khắp nơi rồi. Dạ rồi, vậy đủ vé. Giờ mình bắt đầu tiếp tục vòng loại số số 5 à. Số 5 à. Vòng loại số 5 nha quý bà con bác. Dạ, bà con bác sẵn sàng nha. Dạ, dạ. Mời nhạc. Chúc bà con của bác thật nhiều may mắn. Và bắt đầu do số C. Để con số gì ra, con số gì ra, con số gì ra. Để con số gì, để con số gì, đây cờ ra con mấy. Để con số gì, để con số gì, để con số gì ra. Mấy gì ra, yeah. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, cờ ra con mấy. Con mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Em đi đâu gì, em đi ở đâu ở gì. Mà tóc đầy mê, mà tóc ở đầy mê. Em ngồi em trời, nghĩ gì vui thế. Mà cười một mình, na na na. Ba vô còn 23 con số đầu tiên, còn 23 mấy gì ra vô. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, cờ ra con mấy. Còn mấy gì ra, mấy gì ra. Đường tương trao tàu hũ chưa leo, ai chưa ăn phải thử một lần. Mà sao nữa nè. Em nấu chè, em bỏ đường thốt nốt. Còn 21. Rồi, 21, 21, 21. 21 kia nó không liên quan gì hết trơn. 21, 21 cái 21 xuống gì đó hay gì đây. Hay gì ra. Chúc anh đây là gái giả trai. Đây 22. Vô. 22 cái 22, 22. 22. 22, 22, 22, 22, 22. Tết trung thu đốt đèn đi chơi. Tết trung thu đốt đèn đi chơi. Tết trung thu em đốt đèn đi chơi. Đi. Em nghĩ, anh nghĩ em thuộc bài đó hả? Sao em không thuộc? Không, tại vì em không thuộc. Đốt đèn đi chơi rồi chắc nữa đi đâu? Hả? Đốt đèn đi chơi là đi đâu? Do Tết bếp. Trung thu em đốt đèn đi chơi. Em đốt đèn đi khắp phố phường. Đèn ông sao với đèn ông sao. Em múa ca dưới ánh trăng rằm. Đèn ông trăng với đèn ông sao. Em đốt nguyên. Cây đèn trăng rằm. Con 15. Con 15. Có cái 15. Đèn trăng rằm rồi không nghe. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Bài của chị nè. Yo. Cái nhà em dột cái cột mà em siêu. Hey. Ăn ở thì nhiều rồi rủ nha mà múa cột. Còn hả? Còn 41. Còn 41, còn 41, còn 41, còn 41, còn 41, còn 41.
quá trời rồi. 41 41 41 41 41 là 41 41. Còn một gì đây, một gì đây, còn gì đây, một gì đây. C C C số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây, số có chưa đây. Có số chưa? Số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Ai chưa có số nữa. Bán cấp miếng của em. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Ai 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 xin cho em nhớ em yêu anh hoài. Ai 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 ai. Còn 12. Còn 12 thì còn 12, còn 12 C. Còn 12, còn 12, còn 12. Số gì đây, số gì đây. Gờ ra con máy, con máy gì đây, máy gì đây. Anh biết chăng anh em cố gì ai. Em khóc vì ai. Còn số 7, còn số 7. Nguyên số 7. Con số 7, cái con số 7 số gì đã hay gì đây hay gì ra. Mười tốt là môi và thứ tình. Anh xin gửi lại em với tất cả cuộc vui, anh cũng xin trả lại em. Rồi mãi em theo chồng, đời đời anh vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên. Đây 20 nguyên. Con 20, cái con 20, con 20. Con 20. Con 20, con 20. Mãi gì ra, mãi gì ra, con 20. Con 20, con 20, con mấy gì ra, mấy gì ra. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đổi được không. Dẫu thì nhiều người theo, quệnh yêu trong vắng khi nghèo. Tình nghĩa mai đem về cũng chẳng ngạt phai. Con 52, năm 12. Con 52, con 52. Con 52 mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Con 52, con mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Em đi trên có non mộng buồn, đôi bờ đường đi. Em gì ạ? Em nghe nghe non lá chân ruộng nghe, đôi nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành sợt nhà tranh. Qua mấy sông vượt mấy đèo, dẫu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặn lội về thăm con 25 vô. Con 25, con 25. 25, 25, số gì ra, số gì ra. Con 4 gì ra, 4 gì ra, 4 gì ra, 4 gì đây. Túp liều lý tưởng của em và của anh. Đâu 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 em ơi. Túp liều lý tưởng của em và của anh. Đâu 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 em ơi. Túp liều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một năm. Một đàn bông xinh là còn 49. Còn 49. 40 còn chín rồi, cờ ra là con mấy gì ra. 49 là chiếc lá cờ hơi. Xin lô xin nhờ chân. Tăng 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 tăng. Dạ chúc mừng cô. Dạ chúc mừng cô đã trúng được vòng loại này với 2 thùng bánh tráng Tân Nhiên. Quý bà con cô bác đừng vội xé lá vé của mình để dạ. Kiểm tra và dò lại số. Dạ chúc mừng cô. Dạ rồi. Ủa trời ơi cái này chị thôi chứ cô gì quá trời trẻ quá trời đẹp. Rồi. Dạ em chào chị. Em chào chị. Dạ, dạ. Rồi dạ. Để tụi em dò số cho chị nha. Rồi đây rồi. Chị có thể giới thiệu về mình. Hả? Dạ chị tên gì chị? Tên hả? Dạ. Tên Hòa. Chị Hòa. Dạ chị Hòa là chị Hòa ở đâu ha? Ở quận 11. Chị Hòa ở quận 11. Trời dạ. Ở quận 11 chạy lên đây luôn. Dạ, dạ hôm nay là mình chị. Đi mình có mắc mưa không chị? Đi có mắc mưa. Xe 7 chỗ. Trời ơi vậy là lại thêm một gia đình đi xe 7 chỗ tới nữa rồi không có mắc mưa hơn quá. Dạ chúc mừng chị. Rồi bây giờ em dò số để xem chị trúng thưởng nha. Dạ rồi. Mời các em dò số cho chị Hoa. Dạ rồi em xin dò số nha. Số đầu tiên số 7 có 1, 15 có 2, 20 có 3 và 49 hợp lệ. Dạ chúc mừng chị. Dạ rồi, mời chị nhận 2 phần quà đến từ hội quán ngôi sao Mì Dường, đó chính là 2 thùng bánh tráng Tân Nhiên đó. Đó nhỏ này xưa là nó làm bốc giác đó quý vị. Dạ, làm công trình được không hả? Cái tướng nó bốc giác dễ sợ. Chị bưng nổi không, bưng nổi không? Dạ rồi, dạ, đi từ từ nghe. Dạ. Đó, đường hơi ướt. Dạ, cảm ơn chị, chúc chị sức khỏe. Dạ, quý bà con cô bác ơi, chúng ta còn thêm một vòng loại bánh tráng Tân Nhiên nữa và tiếp theo đó là những vòng loại hấp dẫn hơn, nên quý bà con cô bác chúng ta cùng nhau chờ đợi và nhận những tấm vé của tụi em để dò số và may mắn trúng thưởng nha. Dạ rồi bà con mình đã đủ vé chưa ạ? Dạ rồi ai còn thiếu vé không ạ?
Vậy chắc là đủ rồi anh. Dạ, nếu bà con mình đủ lá vé rồi thì hãy cầm lá vé trên tay và bắt đầu dò số. Số gì đây, con số gì đây, cờ ra con máy. Đây con số gì đây, con số gì đây, con số gì đây. Đây con số gì đây, con số gì đây, cờ ra con máy. Đây con số gì đây, con số gì đây, con số gì ra. Máy gì ra, con máy gì ra, máy gì ra, máy gì ra, máy gì ra, máy gì ra. Bình minh sáng tươi trong quê ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lay ngả nghiêng cành luống chỗ bông. Bờ để đồng sương ướt mướt. Trời xanh nhờ nhờ chim ca. Điếu lo cũng tăng nặng ma chàng hòa. Một lần mời mời anh về quê em có tiếng ca đầm tình, tiếng ca điệu mến đầm tình. Hương Nam 418, cảm ơn em. 418 418 số gì đây, số gì ra, số gì ra. Nghe dẻ nghe dẻ nghe dẻ mà nhập học. Mấy em niên thiếu chuẩn bị mà tới trường. Đáng học hôm nay tương lai tươi tốt. Bà 11 Bà 11 Bà 11 Bà 11 Bà 11 Mấy gì ra con mấy gì ra. Bà 11 Bà 11 Bà 11 Bà 11 Linh ở đinh nơ. Trời rộng sông dài đoạn ngang một chuyến là ngoài sớm trưa. Chiều rồi nghỉ một chuyến đưa nằm nghe cá lụng đến ngày lớn khôn. Còn 34 còn 34 34 34 còn 34 còn 34 còn 34 còn 34 còn 34 mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Đời sống lạc hồng, sống lạc hồng, đứng dòng tiên, đứng dòng tiên, đời đức mẹ, trời chúc hào hùng, chúc hào hùng. Mãi còn vang, chẳng mỗi người đi sang nơi biên thùy. Nhìn thấu nghe già, mãi đời con, nhìn chào xứ xứ hào hùng. Có con sông trời quay nào ta hát cũng hát Việt Nam là một cánh chim bay dòng Việt Đông. Việt Nam ơi 28 còn 28 còn 28 28 cái 28 số gì ra, ba gì đây, ba gì ra. Ngàn năm thương hoài một bông người thôi, người thôi. Tình đã khơi rồi mong khó nhà qua. Trăng khuyên rồi có khi đầy, ngàn canh rồi cũng xâm vầy. Bầy 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 hoài ngàn năm. 35 35 cây 35 35 35 35 35 số gì ra, số gì ra, cờ ra con mấy, con mấy gì đây, số gì đây. Anh Châu ơi trả lại anh yêu chiếc khăn ngày nào. Người đành xa ta bỏ ta một mình. Con 19 con 19 con 19 con 19 con số gì ra, số gì ra, con số gì ra, số gì ra, số gì ra. Ai đang đi trên đường đê, ai có nghe giang câu hò đê mê. Vô đây em dù chơi khuya anh vẫn đưa em về. Vô đây em dù trời khuya anh vẫn đưa em lên tàu. Còn năm 16 năm 16 năm 16 năm 16 năm 16 mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Mây trắng bay qua khi trăng dần lặn, muôn câu hò nhịp nhàng khắp thôn trang. Đoàn người say sưa vui tiếng hát vang. Lúa dân xưa ngọt đậm tình ta với mình. Còn số 9 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 C.
Quyền số 9, con số 9 cái con số 9, con số 9. Con số 9 năm gì ra, năm gì đây, năm gì ra. Nhớ mẹ xa xăm, đây năm 15. Trời ơi. Hai số 5, trời ơi, đây năm 15. Ngắn gọn, xúc tích, bao nhiêu vậy? Hai số 5. Dạ, năm 15. Năm 15, thì năm 15, năm 15. Năm 15, con mấy gì đây, mấy gì đây. Dạ, ngưng nhạc cho em Anh Trung ơi. Rồi, làm để gì để bây giờ rồi? Chị hò cho tụi em nghe nha. Trời đất ơi. Chị hát không có nhịp nhưng mà chị hò. Nhịp chắc không? Nhịp chắc. Hò đi rồi biết. Rồi chị hò đi. Sẵn sàng nghe, chấn động lắm đó. Rồi, bà ngoại cầm ruốc sẵn rồi kìa. Ở từ từ. Chị hò đi. Hò. Khoan, rồi không, để chị bắt nhịp, bắt nhịp. Chị làm được, chị làm được. Vô chưa? Vô, vô, vô. Hò. Quả kêu nam đáo nữ phòng, chứ người dưng khác họ. Khác họ sao nè? Họ người dưng khác họ, đem lòng nhớ thương. Dạ hay không quý bà con cô bác? Số đâu? Dạ hay. 57C. Năm 17. Năm 17 cho năm 17. Năm 17. Năm 17 số gì ra, số gì ra, số gì ra. Cờ ra con mấy, con mấy gì đây, mấy gì đây. Bà ngó giùm em coi ông Khương Dừa ông đâu rồi. Hả? Ông Khương Dừa ông đâu rồi? Anh ngồi dưới kìa, ngồi dưới kìa. Ngồi che, che lại không? Biết sao kiếm ổng không? Sao vậy? Tại vì á, ở dưới ở quê em ông ăn hồng khá. Mà có ổng khá cũng không có dám hát bài này. Bài này anh Khương Dừa ảnh chửi, ảnh nói hát hoài là ảnh đuổi em luôn. Rồi. Mà ảnh đuổi em thì em cũng là bán học gá. Em lên Sài Gòn tiếp tục bán bánh càm. Còn số 8, còn số 8, còn số 8. Còn số 8. Rồi con bé quá. Hay quá, còn số 8. Còn số 8 còn mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, còn mấy gì ra, mấy gì ra. Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái. Cười lên đi cho thoải mái tâm hồn. Cười lên đi tâm hồn ta thoải mái. Thoải mái tâm hồn ta hãy cười lên đi. Mọi người cùng cười. Còn 20. Còn 20, còn 20, còn 20, còn 20. Xích lô xin dừng chân. Ủa? Trời ơi, là gia đình đó nữa rồi. Dạ mời hộ gia đình lên đây. Trời chúc mừng hộ gia đình. Dạ rồi, dạ em mời một đại diện của gia đình mình đó. Đó là một dạ, lý do lại, lại nữa. Đi đâu chúng ta cũng nên có gia đình theo quý bà con của dạ, bác vâng. Dạ rồi. Dạ. Dạ con mời ngoại. Trời ơi đó. Trời đất ơi. Dạ. Rồi con mời ngoại với cô lên luôn. Rồi. Trời ơi. Trời ơi mừng quá. Đi hộ dạ. Gia đình. Đi hộ gia đình là cái xác suất trúng thưởng nó cao hơn cả nhà mình ơi. Dạ, dạ. Rồi. Dạ rồi. Qua. Dạ rồi. Dạ cho con hỏi là ngoại ở đây. Đâu ạ à? Dạ để con đem vé vô trong rồi con dò cho dạ ngoại rồi. Nha ngoại giao lưu đi ngoại. Dạ. Dạ ngoại ơi ngoại ở đâu tới à, đó, mình quay dạ. Ra quay hình dạ. Cho đẹp nha. Bình Tân. Dạ ngoại ở Bình Tân. Dạ, dạ mà à, sao mà ngoại đi vượt đường xá xa xôi mà mưa gió ngoại vẫn tới ủng hộ chương trình vậy? Dạ. Thương quá không ủng hộ sao được. Dạ. Ngoại thương quá hả? Dạ, dạ, dạ mà trong đây ngoại. Là ngoại thương ai nhất? Khương Dừa. Thấy chưa dạ. Biết là dạ thương anh Khương Dừa phải không? Dạ. Dạ chừng nào mà ngoại thương anh Khương Dừa xong rồi bữa nào ngoại thấy rảnh rảnh á cái ngoại thương con. Dạ. Dạ con với anh Khương Dừa thân lắm. Dạ. Dạ con là bóng hồng bên cạnh anh Khương Dừa mà. Dạ. 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 Cảm ơn dạ, ngoại nhiều nha. Dạ hồi ơi thương như gia đình nhiều quý bà con cô bác ơi. Rồi bây giờ con dò số cho dạ ngoại lẻ ha. Rồi dò cho ngoại lẻ cho ngoại xuống ngoại nghỉ nè tụi con ơi. Dạ rồi. C. Dòng loại 017. Số đầu tiên số 8. Dạ. 1. 20. Có 2. 31. Có ba. Và số cuối cùng là 55. Dạ hợp lệ hàng ăn bốn dạ tố chúc mừng ngoại hai dạ thùng bánh tráng tân nhiên. Dạ rồi, cái này thôi chắc là chị bưng được không? Trời dạ không thôi. Anh bưng dạ, xuống dạ, cho dạ ngoại luôn đi. À, bưng xuống ngoại giùm em đi ha. Dạ rồi. Dạ rồi, em đây, cảm đây, ơn. Đó, trời ơi mình phụ nữ mà nay mình mặc cái đầm chấn động vậy mình đi dạ đó, cho nó thoải mái dạ nha. Rồi. Dạ rồi, con chúc ngoại nhiều sức khỏe nha ngoại. Dạ. Trời ơi dễ thương quá.
Cảm ơn những cái tình cảm của quý bà con, cô bác, các mẹ, các ngoại luôn yêu thương anh Khương Dừa cũng như là ekip của anh Khương và đến đây ủng hộ chương trình. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục dòng loại tiếp theo nha quý bà con, cô bác. Và dòng loại này, phần quà đó chính là một bộ mỹ phẩm đến từ Denacare, một thương hiệu của chị Dung Văn Dung Dẻ. Dạ, phần quà vô cùng hấp dẫn luôn. Chúc cả nhà mình may mắn nha. Bây giờ cả nhà mình cứ ngồi yên tại chỗ, em phát vé đến tận tay cho quý bà con, cô bác cùng dò số luôn. Dạ, và bây giờ mời cả nhà đến với vòng loại tiếp theo. Giải thưởng đã có thay đổi là một bộ mỹ phẩm đến từ Denacare. Dạ, các chị em phụ nữ nào mà chúng ta đang quan tâm chăm sóc làn da của mình, dạ, chúng ta muốn mình đẹp hơn, trẻ hơn, thì hy vọng là chúng ta sẽ may mắn trúng thưởng vòng loại này nha quý bà con, cô bác. Dạ, mời cả nhà cùng hướng mắt về sân khấu. Và bắt đầu do số C. Mấy gì ra, còn mấy gì ra, còn mấy gì ra, ra con mấy, con mấy gì ra, con mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Sai ơi, yeah. Mấy gì ra, con mấy gì ra, con mấy gì ra, ra con mấy, con mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Kể từ lung tung nương heo chồng, rơi gạt xóm hoàng cung. Ma ngầm lo trăm mối tơ do, nên thuốc nên ta theo rình mò. Kể từ lúc cung son lên đèn, thăm bước theo hào chinh. Mới hay thì ra con bạch diễm sương, nở trong đêm khuya ư ừ. Còn 34, còn 34, còn 34, còn 34, số đầu tiên, số đầu tiên. 34, 34 số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì ra, hai gì ra, hai gì ra. Em gái quê hiền ngoan chất phác, quanh năm buôn bán cà dừa. Nết na dễ thương mà không ai hốt. 21, 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
trai, người là trai vẫn đi là trai, người là trai là chúc anh đại. Con số 2, con số 2, con số 2, con số 2, nguyện số 2. Số gì ra năm gì đây năm gì ra, trên sông Tà Giang có một mình nàng, lập bàn chiêu phu là đàn lừa kiếm đinh. Đây năm 19, năm 19 kia, năm 19, năm 19, còn năm 19 vô, còn năm 19, còn năm 19, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, có mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, có mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã có, một lần đã trọn vẹn hiến dân. Người tình hôm nay con 17, con 17 vô, con 17, con 17, con 17, con 17, số gì đây, số gì đây, số gì đây, con năm gì đây, năm gì đây, năm gì đây. Hò ơi, nước này tươi để nấu canh hè, đường này ngọt để nấu chè nha đam. Còn năm 18, năm 18, năm 18, năm 18, có mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Tây thiên đại thánh đại áo mà thiên cung bị đứt dây tung mà giật mình chạy trốn thì con số 4, còn số 4 thì còn số 4, còn số 4, còn số 4 C, còn số 4, còn số 4, còn số gì ra, số gì ra, còn số gì ra, số gì ra, mấy gì ra, còn mấy gì ra, mấy gì ra. Bác Kim Thang cả ra bây giờ có quá kèo là kèo quá, còn còn bốn mười một, bốn mười một, bốn mười một, bốn mười một, còn mười một là chiếc lá cờ hên, xích lô xích dần chân có hai người kinh. Ủa trời ơi, mới đây mà nhanh quá vậy nè. Rồi mời anh lên anh. Trời ơi, mới kêu có mấy số thì quý bà con cô bác ơi. Dạ, dạ chúc mừng ngoại. Dạ ơi. Rồi dò số, dò dạ. Số thì em ơi. Dạ, dạ. Trời dạ ơi. Cô ba. Dạ cô ba. Dạ. Cô ba cũng là dạ, một vị dạ. Khách rất là quen thuộc tại hội quán ngôi sao Mỹ Dương. Dạ. Ý. Dạ rồi, chào anh trai. Dạ, dạ rồi. Rồi, đây đợi em dò số nha. Dạ rồi. À, rồi. Bây giờ ngoại, ý lộn cô ba, cái ngoại cô ba là gọi là coi như là ngày nào cũng lần nào mà diễn là cũng mặc một cái tà áo dài thật là dạ, đẹp, ngồi hàng đầu tiên. Dạ.
Rồi hôm nay cô ba thấy không khí hậu quán sao? Thấy dạ. Vui vẻ đó. Được thật cô ba không có ở nhà được. Phải đi thằng có là đi dạ. Túi chương trình có là đi. Có là đi. Đi cái gì cũng đi hết. Trời ơi thương dữ vậy trời. Dạ con cảm ơn cô ba nhiều nha. Dạ rồi chào Tráng Sĩ. Tráng Sĩ tên gì? Dạ em tên Hùng. Trời ơi Tráng Sĩ tên nghe cũng chấn động. Hùng nghe là thấy mạnh rồi. Rồi Hùng là đang làm công việc gì Hùng ha? Dạ em kinh doanh nhỏ thôi. Tự nhiên hôm nay đi chơi lại ai dạ. Chúng. Trời ơi hên quá là hôm nay đi chơi. Có bình thường là có hay xem những đêm nhạc tại hội quán ở sân Bình Dương không? À, lần đầu đi chơi lô tô còn đêm nhạc thì đi mấy lần rồi. Dạ. À đêm nhạc đi mấy dạ, lần cho là lần đầu hỏi tiên là lô tô cúng luôn. Hùng. Hay quá. Dạ cho em hỏi là anh Hùng định cư nơi nào? Em hỏi tiếng Việt đi anh không hiểu đâu. Anh ở đâu á? Dạ ở đâu hỏi, đó. Nó hỏi màu mè ở đâu? Dạ. Anh Hùng là ở đâu? Dạ cách đây một cây. Cách đây một cây xa nhà em lắm đừng hỏi nữa cưng. Cảm ơn cưng. Đừng có ý định gì nữa cả. Dạ rồi giờ số rồi. Cho cô ba và anh dạ Hùng. Rồi. C. Dạ rồi em xin giờ số nha. Ái ơi 17. Có 1. 21. Có 2. 41. Có 3. 58. Dạ hợp lệ. Dạ rồi chúc mừng cô ba. Rồi giờ rồi. Cho bạn Hùng luôn. Dạ rồi tấm giấy thứ 2. Con số 2. C. Con 34. Có 2. Con 41. Có 3. Con 58. Hợp lệ. Dạ, dạ rồi. Hợp lệ. Bây giờ, dạ tại vì dòng này là chỉ có một bộ tặng phẩm thôi. Cho nên là bây giờ cô ba với lại Hùng sẽ vào quay số. Ai có số lớn hơn đó thấy chưa cô ba rất là rành luật luôn cô ba. Đi coi chương trình bao nhiêu lần rồi mời Hùng vô đây. Dạ mỗi người chọn con số. Dạ rồi. Bây giờ là cô ba đi ha. Cô ba trước. Dạ. Rồi bốc một số. Ai là người số lớn hơn thì người đó sẽ nhận bộ mỹ phẩm. Ai nhỏ hơn thì chúng ta sẽ nhận ngay hai hộp. Dạ rồi. Dạ rồi, giờ mời cô ba. Đồng tiền rất là ngon dạ, luôn. Dạ mời cô ba với anh dạ. Hùng bước lên đây. Rồi, cô mời dạ cô rồi. Ba lên. Công bố này nè. Dạ từ từ nha cô ba. Rồi bây giờ cô ba kêu lô tô nha. Mấy gì ra, mấy gì ra, con mấy gì ra, cô mấy ba kêu luôn gì hả? Ra, mấy gì ra. Dữ vậy? Con 14. Con 14 rồi. Bây giờ Hùng công bố con số của Hùng luôn là biết kết quả luôn nè. C. Con 6. Trời ơi, số 6 rồi. Nửa đường gươm. Rồi chúc mừng cô ba. Chúc mừng cô ba nhận một bộ mỹ phẩm. Dạ, đến từ Đen Na Khe và chúc mừng Hùng. Hùng ơi, Hùng có quà chứ Hùng ơi, trời ơi làm sao mà không có quà được. Dạ đây chúc mừng Hùng đã nhận được hai hộp, trong đây là bốn hộp luôn nha, bốn hộp chuối sấy đồng tiền. Sấy tự nhiên không đường ăn vô vẫn không có mập nha, yên tâm. Rồi về dưỡng sức khỏe. Chúc mừng. Rồi, chúc mừng. Quá chúc mừng cô ba và rất là anh Hùng luôn nha. Dạ rồi và để tiếp tục cho làm dòng loại tiếp theo thì xin mời bà con cô bác một tràng pháo tay thật lớn với nhạc phẩm Sắp Sờ Bài Sắp Trăng với tiếng hát của Cẩm Sa Cư. Vỗ tay lớn lớn lên bà con ơi. Dạ. Dạ mời quý bà con cô bác về với sứ chào của em. Sóng trăng đã bao đời dầm mưa dài năm đổi lấy chén cơm thơm ngọt như xưa mẹ má ngọt đời con sông quê tôi đổ về ba ngã cây trái ngọt uống dòng phố xa được qua trường thắng có người bạn tụt về tôi hiểu ta sóng trăng đã bao đời dập mưa dài nắng đổi lấy chén cơm thơm ngọt như xưa mẹ má ngọt đời con yeah.
dân quê tôi sóng trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng đổi lấy chén cơm thơm ngọt như xưa mẹ má ngọt đời con sông quê tôi đổ về ba ngã thấy trái ngọt uống dòng phố xa vườn hoa trường thân có người bạn hoa tuổi trẻ tuổi heo dù khê già điệu múa lâm thôn sóc sơ bãi ở bòn tàu na ở bòn tàu na ở bòn người dân quê tôi sóng trăng lý tre làng hàng giữa rợp bóng dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đã dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng trời ơi ê, sao tao qua tao làm hoành tráng quá tụi bay đi hết trơn rồi mấy cái con này ủa sao vậy trời làm qua đúng quê luôn á trời ơi mấy con nhỏ này trời ơi xin lỗi chị nha trời ơi lâu lâu chị mới ra chị làm cho hoành tráng chị làm ô về vậy tụi em bỏ nở lòng nào đó chị tại, đi thì đó tại vì chị làm hoành tráng quá cho nên nó chiếc spotlight là đúng rồi. Cho chị thôi xin lỗi chị án quá ừ, trời rồi, xin lỗi chị tụi em cố ý ủa thấy chờ quá rồi, trời quá đất rồi tụi em dìm hàng chị mình tụi em thấy chị đẹp chứ gì dạ đúng rồi trời ơi xin lỗi đi hai cái cây này là vừa thôi mấy bữa sau là bữa nào chị cũng muốn chuẩn bị đạo cụ tụi em với chị vậy là trời ơi đâu có dễ với chị dạ rồi cả nhà trời. Mình ơi cả nhà mình có vé hết chưa ạ dạ có vé hết rồi dạ em nghe im lặng làm biết có vé hết rồi bây giờ cả nhà chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu dạ dạ dòng loại này chúng ta dẫn trúng một bộ mỹ phẩm đến từ Denakhe dạ chúc cả nhà mình thật nhiều may mắn dạ vời bắt đầu do số C mấy gì ra con mấy gì ra con mấy gì ra tôi ra con mấy con mấy gì ra con mấy gì ra con mấy gì ra con mấy gì ra tôi ra con mấy gì ra sao yeah mấy gì ra yo mấy gì ra con mấy gì ra cứ ra con mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra họ ơi con nước lớn chảy xuôi con nước lớn chảy xuôi theo con đò trao nghiêng theo nhịp chèo bơi ai ngân nga câu hò họ ơi gió đưa gió đầy về đây anh công về sông ăn về sông ăn cá rồi về đồng ăn cua con mấy gì ra vô con mấy gì ra 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 chiều hoàng hôn tiếng cả dòng sông đò neo bên vắng mà nhớ anh xót xa trong lòng xót xa trong vợ anh sang sông quên đời hẹn ước có lại mình em bên mong nỗi nhớ nhờ bên sông chờ nhớ thương anh cả hoàng hôn con 14 con 14 con 14 con 14 con 14 cái con 14 con 14 xuống gì ra 10 gì đây 10 gì ra trở về Tây Ninh đây con 19 con 19 cái con 19 con 19 con 19 con 19 con 19 còn hai gì ra hai gì ra sao nè chú voi con ở bàn
được mà con 24. Ủa? 24. Còn 24. Còn 24, còn 24 mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Này mùa xuân mới xuống đến đây lòng càng vơi vơi, gió bay đưa nhau bao mưa tình. Tình quê hương biết bao nhiêu tình, tình yêu thương biết bao nhiêu tình. Còn số 9, còn số 9, còn số 9, còn số 9, còn số 9 xuống gì ra năm, gì đây năm, gì ra. Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò hiểu lý trên dòng sông, mang theo tấm lòng con trai của anh ra đón chẳng với cả yêu thương. Đầy cửa ôm kêu vang anh khóc xuân giáo câu hò hiểu lý lớn hàng người, băng qua núi đồng cao cao trầm trường đưa nàng về nhà sau xin lấy chung tình. Đây năm 19, năm 19, nghe năm 19, năm 19, năm 19, năm 19. Có mấy gì đây mấy, gì đây mấy, gì đây mấy, gì đây. Thân em như dải lụa đào phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Còn 12, còn 12 thì còn 12, còn 12, còn 12, C. Còn 12, con 12, con 12, con gì đây, con gì đây, cờ ra con mấy gì đây, mấy gì ra. Em gái vườn quê, em gái vườn quê, dầm mưa dài nắng, mưa dài nắng. Cuộc đời trong trắng mà em vẫn yêu trắng đẹp ngày lắm. Là con 55, năm 50 con 5 rồi, cờ ra con mấy gì ra. Con 55, con 55, con mấy gì ra, 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 mấy gì ra. Hà ơi, ta xa nhau mấy mùa phượng rồi, để lại lòng tôi giờ thương nhớ người hôm xưa. Có hương những chiều hẹn hò anh đón anh đưa bên nhau, quấn quýt hừng giờ cho tình yêu luôn mật. Ngày nay còn số 47, còn 47 vô, còn 47 nhập vô với bà con cô bác ơi. Còn 47 vô, còn 47, 47, 47 xuống gì ra, hay gì đây, hay gì ra, hay gì đây, hay gì ra. Tao đụng tao, tao đụng tao làm giăng ước ao. Đây 20 sao, 20 sao, đây 20 sao, 20 sao, 20 sao, đây 20 sao. Anh Khương về rồi phải không? Khương về rồi, đây 20 sao, 20 sao, 20 sao. Để đến làm số gì đây, số gì đây, số gì đây. Khi xưa Alibaba như dần trăng sáng chiếu trên trần gian. Alibaba, hôm nay Alibaba như dần trăng sáng chiếu trên trần gian. Alibaba, ai Alibaba như dần trăng sáng chiếu trên trần gian. Alibaba, ngày mốt Alibaba như dần trăng sáng chiếu trên trần gian. Alibaba, trung thu Alibaba như dần trăng sáng chiếu trên trần gian. Alibaba, để con bà hát đầu. Noel Alibaba như dần trăng sáng chiếu trên trần gian. Alibaba, tất tay Alibaba như dần trăng sáng chiếu trên trần gian. Alibaba, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, C. Em hỏi tới Halloween á. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì đây, mấy gì đây. Nhớ nhạc anh Trung ơi, để em đi tìm. Em đi tìm coi. Anh tìm ai? Đây là vợ của anh hả? Trời đất ơi. Trời ơi, vợ của anh. Trời đất rồi. Còn em thì sao? Quá trời quá. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những đắng cay em đã gánh chịu. Từng ngày trôi qua là những nỗi đau không phải nhỏ. Có bao giờ trong mơ vội vàng tìm không thấy em, anh đã đi tìm. Quá rồi, quá rồi. Như em từng mơ, em từng khóc vì anh. Có
trời, rồi vợ anh ngồi dám hát hay thiệt chú con nhỏ này. Con 27 vô 27 con 27 mấy gì ra 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 mấy gì ra. Ở dưới quê làm ăn mà không khá, em lên Sài Gòn mà em đi bán thuốc nốt. Con 21 con 21 con 21 con 21 21 với 21 số gì ra ai gì đây hai gì ra hai gì đây. Ở dưới quê làm ăn mà không khá, anh lên Bình Chánh, anh lên Bình Chánh bán gì, anh đi bán khoai. Còn số 2 22 xin lỗi xuống vậy 22 nhé vị 22 22 22 22 22 22 22 22 22 còn 22 hèn ten kinh tăng tăng kìa bà đi trời ơi. Ủa ai kinh sao em thấy vô tay quá trời trời ơi. Nhưng mà có kinh không chị gái kia, chị gái ơi chị có kinh không vậy? Dạ, dạ số cuối cùng của chúng đó. Em là số 2 có đúng không? Dạ dò kỹ kỹ dạ. Số 22 bà con kinh trùng cũng có nhưng quý bà con của bác chú không phải một người kinh đâu nha. Dạ chưa hả, chưa hả? Trời ơi rồi dò số cho chị gái. Trời ơi đẹp quá trời ơi. Dạ trời ơi chị xuất hiện cái là chị có hết mấy chị em trên đây rồi chứ bộ giỡn nào. Dạ em chào chị. Dạ chị tên gì? Tên Nguyệt. Dạ chị Nguyệt hả? Hôm nay chị Nguyệt đi với ai vậy? Đi với con gái. À đi với con gái. Ủa ủa cái này là đại gia đình bên vợ Phước Hưng mà. Trời ơi. À là à dạ chị là mẹ vợ của Phước. Ủa sao trẻ dữ trời. Trời đất ơi trời. Nhờ của Dung Văn Dung Vẻ luôn à. Trời ơi trúng là đúng bài luôn rồi chị ơi. Sao mà chị trẻ quá thiệt luôn á. Năm nay em có nhiêu đâu mà em sập xệ mà sao chị còn ngon lành quá vậy ta. Rồi chắc em phải mua về em xài thử quá. Dò số đi em ơi. Vậy đi qua Thái Lan đi. Chứ chị đứng đang hồi nữa là lu mờ tụi mình đó. Ừ. Dạ rồi. Vô. Dòng loại 018. Số đầu tiên số 12. Số 12 có 1. 22. 22 có 2. 43. 43 có 3. Và con số cuối cùng là 59. 59 có 4. Trời ơi quá hợp thời hợp lý rồi. Dạ chúc mừng chị một bộ mỹ phẩm của Dena Care. Dạ chúc chị được nhiều sức khỏe. Dạ. Trời ơi coi như là tân trang nhan sắc rồi, xuất sắc luôn rồi, quá trời đẹp rồi. Ủa mà sao em thấy ngộ ngộ nha. Tại vì bình thường là em kêu Phước Hưng là bằng em, mà bây giờ tự nhiên em kêu mẹ vợ của Phước Hưng bằng chị. Kỳ ha mà thôi kêu trẻ kêu chị ha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại văn nghệ đêm nay. Thưa quý bà con cô bác, nãy giờ là quý bà con cô bác đã nghe những cái nhạc phẩm rồi. Bây giờ mời quý bà con cô bác thay đổi không khí với một trích đoạn cải lương. Xin mời quý bà con cô bác cùng theo dõi trích đoạn Hòn Vọng Phu. Xin mời. Và trích đoạn Hòn Vọng Phu với sự tham gia của Hải Châu và Kim Hiếu. Dạ cảm thúc cầu quên, xin lỗi quý bà con cô bác. Dạ một tràng vỗ tay thưa quý bà con cô bác ơi. Dạ. Lại là bé bồng. Tại sao Thanh lại là em gái ruột của tôi? Trời ơi, tôi làm nên cái chuyện gì đây? Mình phải đi, mình phải rời khỏi nơi này. Mày đứng lại. Tại sao? Tại sao mấy ngày nay mày đối xử với vợ mày tệ như vậy hả Vịnh? Mấy ngày nay mày rủ chè mày thấy bê tha như thế nào tao đều biết được hết. Thì con là vậy, con có giấu ai bao giờ đâu. Nhưng mà con Thanh vợ mày nó đến nỗi nào. Nó thương chồng thương con. Ai cũng nói gia đình mày có phước. Họ lầm, tất cả bọn họ đã lầm. Chẳng lẽ tao cũng lầm hay sao không? Tao sống ở cái xóm đá này, thoáng liếc qua những tảng đá, tao biết tảng đá có dùng được hay là không. Chẳng lẽ tao nhìn người nó lại? Thật đó, người luôn luôn là một sinh vật tinh ranh nhất trên cái cõi đời này. Có lẽ bẩm sinh tôi là một thằng lỗ mãng.
đứng lại. Con gái tao làm gì mày mà mình khi khinh khi mày rẻ xuống. Mày, mày cưới mày sinh đâu phải cái trò tử quyền tung hứng rồi chợt dứt ngang khi muốn thay. Lòng mới dùng phủ dòng mày chớ cho bước lòng trao trở quên ngày mày lạc bước tới đây cha con tao đã ân cần đập bọc rồi mày bán đứng mày trở về cơm áo mỗi bề mày no ấm nhờ ai bây giờ cha đang cảm ơn với tôi đó à? Không đâu cần ân nghĩa của kẻ đầu đường lòng một dạ hai nhưng mà con gái tao nuôi từ nhỏ tới giờ tao cắt tao không cho bất cứ một ai làm nhục nhã ê chị rồi mày quanh mặt mày làm ngơ hỏi chuyện giữa trong đêm nay tôi đứng đây chờ ông hành động ông quan đã phân trần ông hành hạ hay chết giết tùy đi tao đi tuổi quá lục tận sức mỏi mòn lực chẳng còn chi nhưng mà trước khi tao bỏ cái nghề khai sơn phá thành tao giết mày hôm nay tao giết cái thằng phản bội vợ con chứ mày tao giết mày trên đời thì ông hãy giết tôi đi chứ lự lự làm chi mà không cho tôi cái chết. Chết là để chấm dứt một câu chuyện tình buồn đầy mộng mị quang kia. Để tôi quên đi những chuyện muốn nợ chồng đục khoét dần dần trong tim tôi. Sông chẳng cá cỏ tèo trôi. Hỡi tài hợp đã dựng cao sao lại run rẩy yếu mềm dịch ơi mày đâu phải là đứa hư hẹn mày như vậy chỉ là mộng thôi cái gì lắm cha ơi con không còn biết sống nữa rồi trong muôn triệu kẻ làm người con đã bỏ là rồi kinh tởm quán khúc nào đang chất chứa cha con mình sang sẻ có được không đã đều tát tệ nỗi tay con không còn sức nữa cho riêng con có chuyện gì có chuyện gì nói thật cho cha nghe tại sao con lại đối xử với vợ con như vậy có chuyện gì nói cha nghe đúng rồi con phải nói nếu con không nói con điên con loạn chi mất cha con phải nói đúng nói có chuyện gì nói cha nghe cha ơi đừng có sắp nói ra đâu tưởng đâu là sẽ không bao giờ có trên cái cõi đời vậy mà nó lại có nó đến với chính con cha ơi con sợ quá cha ơi chuyện gì chuyện gì nói cho nghe trời Thanh con Thanh nó như thế nào con Thanh nó như thế nào nói cho nghe trời Thanh Thanh là con Thanh nó là cái gì là em gái ruột của con Thank you.
lối cây gì đối lại cha mẹ. Là con bé bầu, là em gái ruột của con. Mày tỉnh lại, mày mới sáng rồi hả? Mới sáng rồi hả? Nó là sự thật, thành là con bé bầu, là em gái ruột của con. Con Thanh nó biết chuyện này chưa? Chưa. Thanh chỉ biết con là một thằng bê tha rưỡi lạc. Thanh không biết gì hết. Thanh không biết gì hết. Không biết gì hết. Đừng bao giờ cho nó biết cái sự thật khốn nạn này. Đến chết con cũng không, con không thể nói chuyện này. Con sẽ đem chuyện này xuống quan môn. Con không nói chuyện này đâu. Nhưng cha nói đi, con phải làm gì? Con phải làm gì bây giờ hả cha? Đi. Ai đi? Mày đi. Cha thuyền cha cặp dưới bến, cứ neo được biển mà đi. Và nhớ, đừng bao giờ trở lại nơi này nữa. Đi. Mày phải đi chịu tội với đất trời. Cha, chịu tội với tổ tiên dòng họ. Vì cái tội làm người mà không được làm người. Cái tội làm người mà không được làm người. Con đi. Con đi liền. Con đi liền. Xúc cái đầu luôn. Dạ, cả nhà cho Hải Châu và Kim Hiếu một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Quá dạ. Xúc động luôn. Và hai bạn đã dành rất là nhiều tâm sức cho trích đoạn vừa rồi. Dạ, rất mong là quý bà con cô bác sẽ yêu thương và ủng hộ hai bạn thật là nhiều nha. Dạ, hay ông bà con cô bác. Quá dạ. Hay luôn. Dạ, nếu bà con cô bác ủng hộ thì mỗi tuần Hải Châu sẽ làm một trích đoạn cái lương. Bà con cô bác có đồng ý không ạ? Dạ, xin cảm ơn bà con cô bác rất nhiều. Dạ, cảm ơn quý bà con cô bác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vòng loại tiếp theo. Dạ, vụ gì vậy? Ủa? Dạ, tại trời mưa. Dạ, trời mưa, ngày mang này đi ruộng cho nó đỡ ướt giò. Chứ không có gì quý bà con cô bác. Dạ, nói chứ nãy tôi guốc em nhảy quá, trời nhảy nó đứt nữa rồi quý bà con cô bác ơi. Dạ, em làm có 4 xô mà em đứt 3 đôi guốc rồi. Hồi chiều là đứt rồi, xong Phước Hưng nó ngồi nó đục đẽo, nó gọi là móc dây chì vô cho em quá trời quá đất, mà cuối cùng em làm vẫn đứt nữa. Dạ thôi quý bà con cô bác thông cảm cho em mang cái đôi này nha quý bà con cô bác. Dạ
này cho gần gũi với bà con cô bác mình mà đi lao động thường đi ruộng này kia đâu cũng mang cái này để bảo vệ chân. Dạ không có sao hết. Dạ mời quý bà con cô bác, dòng loại này rất là đặc biệt, chúng ta sẽ trúng một chiếc vòng tay phong thủy đến từ Kim Khiết Trang Sức Kim Cương đó. Chấn động cho quý bà con cô bác. Dạ một phần quà rất là hấp dẫn luôn nha, nên là chúc quý bà con cô bác may mắn trong vòng loại này và trúng thưởng. Dạ chưa có vé hả chị? Trời ơi sao chưa có vé cho chị tôi? Dạ dạ ở đâu ạ? Dạ chị cứ giơ tay lên, anh giơ tay lên để cho tụi em thấy ạ. Dạ rồi. Dạ cảm ơn chị. Rồi đây em đưa cho. Dạ rồi cả nhà mình ai chưa có vé mình cứ giơ tay lên nha. Dạ để em phát vé tới. Dạ rồi có anh Minh rồi. Dạ trời ơi mang cái này nó tiện quá trời quý bà con cô bác ơi. Đó đi cái là nó không có ướt cái gì hết trơn trời á. Ủa bà thay hồi nào vậy? Vậy thay là chị rồi. Là chị là một hồi sau là chị ra ruộng rồi chị phó, đúng rồi chị ấy xong rồi hát xong rồi chị ra ruộng luôn. Ra đúng cái lúa luôn. À, dạ có hết chưa? Dạ rồi chưa có ai không có. Dạ ok đầy đủ rồi. Dạ chúc quý bà con cô bác thật nhiều may mắn và trúng được một vòng tay phong thủy. Dạ xin mời quý bà con cô bác hướng mắt về sân khấu và bắt đầu do số ra con máy gì ra cờ ra con máy để con máy gì ra con máy gì ra con máy gì ra để con máy gì ra con máy gì ra cờ ra con máy để con máy gì ra con máy gì ra con máy gì ra 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 ra con máy con máy gì ra 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 thì còn đó những người đâu đừng phụ tình nhau để chờ nhau nghe tiếng chuông vòng đêm thâu mơ bóng đỏ vẫn lâu đây thủy dương thắm màu còn số sáu còn số sáu vô còn số đầu số sao còn số sáu còn số sáu số gì đây số gì đây kế bên số sáu còn số bảy còn số bảy còn số bảy nguyên số bảy còn số bảy số gì đã bung gì đây bung gì ra cái miệng em cười thiệt là có duyên bốn mươi nguyên còn mười mươi còn 40 cái còn 40 còn 40 còn 40 còn 40 còn 40 cái gì ra mấy 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 gì ra từ miền Nam bắc ngược ta bắc lúc sau câu hò điệu lý trên dòng sông mang theo tấm lòng con trai miệt vườn em ra đón chàng với cả yêu thương này ngựa ô kiều nhà anh không xôn xao câu hò điệu lý bớt nàng ơi xôn xao mây đèo cao cao chập trùng đưa nàng về dinh sao xuyên lý chung tình con 19 con 19 vô con 19 con 19 con 19 số gì đây số gì đây số gì đây số gì đã cờ ra con mấy gì đây mấy gì đây nhắc lại chuyện cái ao đồng em bỗng thấy nao nao còn 46 46 con mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây con cờ gì đây con bốn gì đây bốn gì đây bốn gì đây phục vụ cho chị Long con ca 43 đây 43 C 43 43 cái 43 số gì ra năm gì đây năm gì ra sao nè xa lộ biên hòa xa thật là xa đây 53 53 cái 53 53 53 53 mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra người ơi mau về đây để đến bếp hòn tay cầm tay cười lên nhạc chưa tươi là môi nhớ phút vui đêm tay là ai trong lòng say tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi tìm khi nắng lên hay chưa rơi ta dắt nhau về đây còn 47 con 47 con 47 47 47 số gì đây số gì đây mấy gì ra mấy gì ra ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ nói vui đôi bờ sông Hậu Giang Sóc Trăng quê mình nghe lời rau cô nàng mang bánh ngon mua giùm em bánh bía dùng thơm tờ chói đánh sao lời đau chân thật tờ chói đánh
39 là 39, 39 có mấy gì đây, mấy gì đây, có mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Trên trời có đám mây xanh, chính giữa mây trắng, xung quanh mây vàng. Ước gì anh cưới được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây. Có 17 con 17, số gì đây, con 17 đây, con 17C. Con 17 cái con 17 số gì ra, ba gì đây, ba gì ra, ba gì đây, ba gì ra. 18 là ngôi gà chữ tình, anh gửi ngựa lại em, với những dụng cụ vui anh cũng xin trả lại em. Rồi mai em theo chồng, đời đời anh vẫn nhớ anh có tình đầu tiên. 30 nguyên, con 30, con 30, con 30, con 30, con 30. Mấy gì ra, 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 mấy gì ra. Cháu lên bà cháu đi mà mẫu cháu nè. Cô thương cháu gì cháu hổng hóc nghe. Không khóc nghe thì mẹ lên cây cây. Cha vào nhà mấy ông bà vui cây cây. La 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 la. 23 con 23 vô, con 23, 23, 23, con số gì đây, số gì đây, số gì đây, có ai đợi chưa, có ai đợi chưa? Đợi hàng mấy à? Đợi hàng mấy, đợi hàng hai, đợi hàng hai, đợi hàng năm, đợi hàng hàng hai quá trời luôn, quá trời luôn hả? Con ba ra, con ba gì ra? Rồi chúc mừng con bé may mắn nha, vô. Mưa ngày xưa rơi trên đường vắng, mưa vô tình là mưa đã hoen. Mưa ngày xưa từng cơn mưa không dừng, mưa mưa hoài em ước như con chuột lột. Con 31, 31, 31, 31, 31, 31 cái 31 số gì đó ba. 31 được nhỉ? Cờ hên xích lô xin dừng chân. Dạ em chào chị gái à, quá. Dạ rồi quý bà con cô bác đừng vội xé lá vé của mình để tụi em kiểm tra và dò lại số. Dạ em ơi chị. Wow, chúc dạ, mừng chị rồi. Gái. Dạ, số cho chị gái. Dạ, em chào chị. Dạ, chị dạ. Giới thiệu đôi nét về bản thân mình nha. Chị tên gì ạ? Chị tên Thủy. Chị Thủy, dạ. À, chị Thủy đến từ đâu chị Thủy? Đến quận 11. Quận 11, dạ. Và chị có theo dõi những chương trình của Ngôi Sao Miệt Vườn hay là Anh Cương Dừa không? Có, mấy lần. Dạ, dạ. À, chị có biết em không? Biết em không? Rồi chị không biết. Dạ, em giỡn em ghẹo thôi. Dạ, chúc mừng chị Thủy nha. Rồi chúc chị sẽ trúng qua ngay một chiếc vòng tay phong thủy. Rồi, em mời dò số. Ký hiệu 019 đúng loại. Số đầu tiên, số 6. Có 1. 19. Có 2. Số 23. Có 3. Và con số sau cùng là con số 31. Hợp lệ. Dạ trời ơi, hợp lệ hàng ngang 4 khối. Chúc mừng chị. Một quà tặng phẩm đến từ Kim Khiết Trang Sức Kim Cương. Dạ đây là một quà chiếc vòng tay phong thủy. Dạ trời ơi, em thấy chị là coi như là có cốt cách rất là sang trọng luôn. Hy vọng mặc cái đầm cũng đẹp nữa nè. Mai mốt mà có mua kim cương, mua hộp xoàn ha, mua vòng phong thủy, nhớ đến ủng hộ chị Thùy Kim Khiết nha chị. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Chúc mừng chị đã trúng được một vòng tay phong thủy. Dạ rồi, em mời chị xuống dưới tiếp tục dò những dòng loại tiếp theo. Dạ em cảm ơn chị ạ. Dạ cả nhà mình ơi. Dạ coi như là tụi em đã đi qua hết 9 dòng loại rồi. Và bây giờ là dòng loại cuối cùng, dòng loại hấp dẫn nhất. Dạ với tặng phẩm là một chiếc máy lọc nước Ecota. Dạ chúc tất cả quý bà con cô bác may mắn nha. Rồi bây giờ tụi em sẽ phát những tấm lá vé đến tay quý bà con cô bác. Cả nhà cứ ngồi yên tại chỗ, tụi em phát tận tay luôn. Và tiếp theo chương trình văn nghệ đêm nay, chúng ta sẽ cùng chào đón sự quay trở lại của Cẩm Y Dị. Xin mời quý bà con cô bác cùng thưởng thức C. Và để tiếp tục chương trình, Cẩm Y Dị xin gửi đến tất cả quý vị bài hát Áo Mới Cà Mau. Dòng cuối rồi, vỗ tay sung lên mọi người ơi. Không tới về đây nói với nhau mấy lời xuôi mai chèo sông ông đâu đêm trắng kịp tới giờ Cà Mau xuồng ghe
gần. Một lần về U Minh, nghe mùi kéo nhớ rừng Cà Mau. Mai một Cà Mau em lớn, tuy Út Ma sẽ sáng đẹp hơn. Cà Mau đường đi không khó, mùi hương mong anh đến rừng U Minh, cánh hoang bao tình không có, mà chỉ có sông vắng đò. Em đứng mình lên một hướng, duyên dáng mời khách lạ ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà là thấy thương em rồi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn tiếng hát của Cẩm Y Vệ và cả nhà mình ơi. Đây là dòng loại đặc biệt hấp dẫn nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, với tặng phẩm là một chiếc máy lọc nước đến từ thương hiệu Ecota. Dạ, chúc tất cả quý bà con, cô bác thật nhiều may mắn và trúng được phần quà này đem về nha. Dạ, cả nhà sẵn sàng hết chưa ạ? Dạ, vòng cuối rồi, sung lên nha cả nhà mình ơi. Dạ, 3, 2, 1, sẵn sàng bắt đầu. Do số C. Lắng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra con mấy, con số gì đây, số gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì đây, số gì ra, con mấy gì ra, con mấy gì ra, con mấy gì ra, mấy gì ra, con mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, cờ ra con mấy, con mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mùa xuân tươi mới ta ước mơ niềm vui mới mới có ngang ngày vui say hâm tình tình quê hương biết bao nhiêu tình. Người yêu ơi có nhắn cho mình 49 vô, còn 49 con số đầu tiên, còn 49
419 còn mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Anh biết chăng anh em cô vì ai, em khóc vì ai. 42 cái 42 số gì ra, ba anh gì đây, ba anh gì ra, ba anh gì đây. Vô giường 200 đây 38, ba 18 cây, ba 18, ba 18, ba 18 chị ơi. Vui ngồi nhìn nhau, vui ngồi nhìn nhau, vui ngồi nhìn nhau, mắt tuôn lệ trào. 46 vô, còn 46, còn 46. Rồi, tỉnh thương rồi, chân mặt luôn rồi. Ngưng rồi chị ơi. Còn 46, còn nhỏ này, 46 số gì đây, số gì đây, còn 10 gì đây, 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 10 gì đây. Ai hơn ai, hai còn 12, còn 12 thì còn 12, còn 12 C. Con 12, con 12, con 12 cờ ra con mấy, mấy gì ra, mấy gì ra. Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời. Nhắn tin theo cùng gió, em còn đây đợi người. Con năm mươi số gì ra, bung gì đây, bung gì ra, bung gì đây. Nhớ mẹ xa xăm đây 45, bung 15 cây, bung 15, bung 15. Còn 45 mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Phụ nữ ngày nay mày ngày mà tâm niệm, phải lo thực hiện kế hoạch cho chu toàn. Hạn chế sinh con giữ gìn mà dâm gian, dạy con cho khỏe dạy trẻ mà cho ngoan. Việc nước lo tay mà việc nhà cũng tốt. Con số một, con số một, con đầu tiên, con số một, con số một, con số một, con số một, con số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây, con ai gì đây, hai gì đây, hai gì đây. Cái nhà em dột cái cột mà em siêu, rước thở về nhiều rủ nhau mà múa cột để 21, 21 để 21, 21, 21, 21, 21, 21. Con ba gì ra, ba gì ra, ba gì ra. Gió lành lành buồn ơi, khuya nay anh đi rồi. Tay nắm tay không rời, mắt ngắm xa chân trời, mà lòng nghe luyến thương hoài. Và con 32, 32, con 32, con 32, 32 cây, 32 số gì ra, hai gì đây, hai gì ra. Mọc vông trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đâu xa thầm. Đường giá trầm mùa này đẹp lắm, Trường Sơn đông nói Trường Sơn Tây. Con 27, 27 cái 27, 27. Con 27, con 27 số gì ra, 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 số gì ra. Kể từ lúc cung nương theo chồng, nơi gác xóm hoàng cung. Mama thầm lo chăm mọi tơ do, lên xuống thênh ta theo rình mò. Kể từ lúc cung son lên đèn, thăm bước theo hào chân. Mới hay thì là con mặt nó diễm xương, hai đứa trong thân khuya còn số tư, còn số tư, còn số bốn, còn số tư, còn số bốn, còn số tư, còn số bốn, số bốn bật dậy nghe cờ lên xích lô xin dừng chân. Tăng dạ, cả nhà mình bình tĩnh đừng vội vàng xé lá vét. Dạ, để bổn đoàn chúng em kiểm tra và dò lại số. Hỡi cao trời ơi. Dạ cả nhà mình ơi. Trời đất ơi. Dạ từ từ nha. Dạ dòng loại này còn ai kinh nữa không ạ? À? Dạ sao còn hộ... ai kinh nữa lên em dò luôn nha. Sao hộ gia đình này hôm nay dạ, hơi rồi. Chị. Dạ em dạ chào rồi. Chị. Dạ rồi, à, cho chị có thể giới thiệu tên mình được không ạ? À? Tên Sang. Dạ hôm nay là chị ta tới hội quán Lô Tô, chị thấy chương trình sao chị, vui không? Dạ vui. Vui hả? Dạ. Dạ. Có gì là coi góp ý giùm tụi em nha. Trong đây là bốn tất cả các cô đào, là chị thấy chị nào đẹp nhất? Em nào là đẹp nhất? Thế chị nào cũng đẹp á. Chị nào cũng đẹp hết trơn hả? Dạ rồi, quá trời dễ thương rồi. Đúng rồi đây. Ủa phải không?
Số 4 Linh đang cầm. Rồi, rồi em dò số cho chị luôn nha. Trời ơi. Dạ cả nhà mình đừng có vội buồn nha. Cả nhà mình ai mà chưa trúng chúng ta cứ chờ đợi và coi lô tô thường xuyên. Dạ, rồi dò. Dạ rồi, và dòng loại cuối cùng. Vô. Rồi, con đầu tiên, con số 4. Có 1. Rồi. Con 12. Có 2. Con 21. Có 3. Và dạ. Con 45. 45. 45. Con mấy? 45. Hợp lệ. Trời ơi, hết hồn. Hết hồn. 45. Dạ, hợp lệ. Dạ, chúc mừng chị. Dạ, cảm ơn quý bà con cô bác ngày hôm nay đã đến với hội quán ngôi sao miệt vườn và chương trình Lô Tô nha. Rồi, bây giờ em xin phép được trao tặng phần thưởng chấn động nhất ngày hôm nay. Một chiếc máy lọc nước Ecota. Trời ơi. Phụ chị tụi em ơi. Dạ rồi, dạ gia đình mình đó. Rồi, rồi rinh xuống phụ chị. Dạ chúc mừng chị nha. Dạ, dạ chúc mừng chị. Trời đất ơi, hội gia đình mừng quá trời mừng rồi. Trời ơi, dạ một lần nữa Cẩm Tú Cầu cùng với tất cả các chị em Cẩm Y Vệ, Cẩm Sa Cừ, Hải Châu, Kim Hiếu, Bé Ái cùng với tất cả các anh chị ekip thực hiện chương trình. Dạ, ban nhạc anh Minh Trung. Dạ, cùng toàn bộ các anh chị nhân viên tại hội quán ngôi sao miệt vườn. Cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều vì đã đến đêm Lô Tô ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong những đêm Lô Tô sau cũng như là những chương trình hấp dẫn. Đừng quên lịch phát sóng của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa Channel. Dạ, trước dịp lễ cũng chúc tất cả quý bà con cô bác có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc và đầm ấm bên gia đình. Toàn bộ ekip hội quán ngôi sao miệt vườn xin kính chào và hẹn gặp lại. Để thật ngồi sau cùng nhau giải trí vui hết ý người ơi. Cùng nhau giải trí ngôi sao miệt vườn. Ngôi sao miệt vườn. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa.